Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các anh nhé. Chúc các bác một ngày mới thật nhiều niềm vui. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các nhé. Đó. Nay thì bên shop lại về ngập tràn các mã hàng mới để lên gửi tới các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái khăn mặt Hàn Quốc nhé, khăn mặt Hàn Quốc. Thì bên shop bán lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc, còn bên em bán cả dây như này là 10 chiếc thì sẽ là 60.000 các nhá. 10 chiếc sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em là khăn mặt nhá, khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy. Lên cho em là khăn mặt nhá. Đó. Khăn này thì các bác dùng để rửa mặt nhá. Đấy, khăn mặt. Giá sẽ là khăn mặt Hàn Quốc này. Đó. 20k trên 3 cái nhá, 3 cái. Còn một bịch 10 cái như này thì sẽ là 10 cái sẽ là 60k nhá. 10 cái bằng 60k. Đó. Thì các bác muốn lấy lẻ được mà lấy combo lấy cả bịch cũng được. Cả bịch thì sẽ là 10 cái 60.000. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30 thì phải các bác nhá. Tầm khoảng 450 gì đấy. Đấy. Đây. Đây các bác này, đấy khá là to luôn. Đấy nó sẽ là tầm là 50 x 30 các bác nhá. 50 x 30. Đó đúng không? Nó sẽ là 50 x 30 nhá. Chất liệu của nó thì 100% là bằng bông luôn. Các bác dùng để rửa mặt thì nó khá là ok nhá, khá là ok. Chất của nó thì siêu mềm mượt các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hạt rẻ luôn, giá rất hợp lý cho bác nhá. Đó. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khăn mặt như này. Giá của nó chỉ có 20.000 ba chiếc thôi. Còn các bác lấy cả chục thì tính ra chỉ vào có 6k trong chiếc khăn mặt Hàn Quốc như này thôi. Khăn rửa mặt nhá. Giá sẽ là 20.000 ba chiếc. 20k trên 3 cái nhá, 20k trên 3 cái. Đó. Còn các bác lấy số lượng 10 cái thì sẽ là 10 cái sẽ là bằng 10 cái là bằng 60k nhá, 60k trên 10 cái. Đó. Chất liệu bằng sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút rất là tốt luôn. Đó. Giá thì nói chung là giá quá là hạt rẻ cho các bác rồi. Đó, lên theo là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt chuột và xịt muỗi nhá. Đấy. Hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết, made in Japan hết các bác này. Đó đây. Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật này. Có địa chỉ rõ ràng luôn các bác nhá. Đấy. Tamachi các bác này. Đấy. Tasutamachi. Đây, đấy, Japan các bác nhá. Đó, made in Japan. Con này thì chuyên để xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn này. Đó, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Đó, xịt đuổi chuột này. Đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Giá sẽ là 35k nhá. Đấy, 35k cho một chai như này. Đó, 35k nhá. 35k trên một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này các bác nhá. Giá sẽ là 35.000. Lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn, giá sẽ là 35k. Có tặng kèm các bác một cái đầu vòi xịt như này về các bác lắp vào. Các bác xịt vào các cái đường đi lối lại của chuột đây là nó sẽ bỏ chạy hết nhá. Đây, ở Nhật họ chuyên dùng cho các thành phố lớn này các bác này. Đó. Đây, hạn sử dụng đến năm 2026 này. Đây, made in Japan các bác nhá. Đó, made in Japan. Đây các bác nhá. Đó. Mã tem mã vạch đồng hoàng, made in Japan đồng hoàng nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Giá sẽ là 35k. Tiếp theo thì em lên cho bác con xịt đuổi muỗi này. Đấy, con này thì nó sẽ xịt được cả muỗi, cả kiến, cả rán nhưng mà chủ chốt của nó vẫn là đuổi muỗi nhá. Đây, chủ chốt của nó vẫn là đuổi muỗi này. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái chai xịt muỗi như này nhá. Các bác lên cho em là xịt muỗi nhá, xịt muỗi. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k trên một chai xịt muỗi như này. Con này cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Cũng tặng kèm các bác một cái đầu vòi xịt như này. Đấy, tặng kèm các bác một cái đầu vòi xịt như này về các bác lắp và các bác xịt nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là xịt muỗi này. Đó, xịt muỗi, con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một chai xịt muỗi như này. Con này thì các bác dùng nó cũng khá là tiện dụng luôn, khá là tiện dụng luôn. Đó, nhà nào có muỗi côn trùng này, muỗi kiến rán xịt đều đi hết nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa Nhật, made in Japan luôn đó nhá, made in Japan luôn. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng luôn và con này em bán khá là nhiều rồi, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là chắn bếp ga này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đấy, lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác cho vào ướm vào luôn. Đấy, vừa ok thì các bác nhận nhá. Đó. Chắn bếp ga, giá của nó sẽ là 40k các bác nhá. Chắn bếp ga này. Đó. Chắn bếp ga. Chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc như này. 40.000 trên một chiếc chắn bếp ga như này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Các cái loại bếp ga đều đa số phổ thông là đều vừa hết nhá, các bác chỉ cần đặt vào bếp nhà mình là xong. Đó, khi đun thì nó sẽ giữ nhiệt cho các bác rất là tốt nhá, giữ nhiệt cho các bác rất là tốt luôn. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem chắn bếp ga coi nhá. Đó. Đây các bác này, đó.
Khi mình chắn như này thì nó không bị gió nhá, và không bị gió thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ không bị các cái mất nhiệt các nhá. Đấy, không bị mất nhiệt. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào cho em này là xong. Nó rất là tiện dụng đấy. Đặt vào như này là ok. Đấy. Thì dùng nó không bị mất nhiệt của bếp nhá, nó rất là tiện dụng luôn. Đấy các bác nhá. Đó, khi mình xào nấu này. Đấy, có bật khò lên nó cũng không bị đổ nhá, và không bị băng ra ngoài, không bị mất nhiệt nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc như này. Đó, các bác theo đây. Khi mình xào nấu thì nó giữ nhiệt rất là tốt luôn, và nó ôm với cái đít xoong luôn. Đó. Tiết kiệm hơn 3 lần so với thông thường nhá. Rất ok. Lên cho em là chắn bếp ga. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, có lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật đàng hoàng hết các bác này. Đấy. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Đấy, của nó thì nó sẽ là một cái vòng bằng hạt trầm gỗ như này các bác này. Đấy, bằng hạt trầm gỗ như này. Và nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Đó, đây. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Nó sẽ là bằng gỗ như này các bác nhá. Đấy. Lên cho em là vòng trầm gỗ. Đấy, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đã thông kinh mạch. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòng này của nó bao gồm là trên 100 hạt thế này nhá. Đấy. Lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá, 50k. Đấy. Thôi lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này. Vòng trầm gỗ nhá. Đó, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k một chiếc thôi. Đấy, bên em thanh lý được giá rất là tốt luôn. 50k trên cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp thế này nhá. Giá sẽ là 50k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái ổ điện và cái dây sạc các bác này. Đấy, dây sạc thì bên em đang có hai loại dây. Đó, đang có hai loại dây như này các bác nhá. Đó thì nó sẽ có hai loại dây cho các bác lựa chọn các bác nhá. Đó, đây. Nó sẽ có hai loại dây như này. Đấy, đây là cái loại sạc béo này. Đấy, các bác lên cho em là sạc béo nhá. Đó. Thì cái này dây nó to, cái này các bác gọi là sạc béo, còn cái này thì các bác gọi cho em là sạc gầy nhá. Đấy, nó sẽ có hai loại, một cái béo một cái gầy như này. Đấy. Thì nó sẽ có hai loại như vậy, tại vì là cái lô nó về thì cái màu nó sẽ khác nhau. Cho nên là các bác lên cho em là sạc béo và sạc gầy. Đấy. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là gấp đôi, 60.000 cho một chiếc này nhá. Nhưng mà con này thì dùng cực kỳ chất lượng luôn, nó dùng cực kỳ chất lượng luôn. Hàng nội địa của Nhật, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Rất chất lượng luôn, đầu cáp đầu kiếc của nó rất là to luôn. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 60k. Còn con sạc gầy này thì nó cũng là vẫn là ba đầu như này, nhưng mà giá của nó chỉ có 30k thôi. 30k cho con sạc gầy như này nhá. Đấy, lên cho em là sạc béo hoặc là sạc gầy. Đó, thì nó có ba loại. Đấy, con này là dây nó to gấp đôi, và dây của nó là thuộc dạng là dây cao su mềm, rất là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đó. Con này là các bác lên cho em là sạc béo này. Sạc béo, giá của nó sẽ là 60k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, 30k. Con này sẽ là sạc gầy này, sẽ là 30k này. Đó, con này là con sạc gầy. Lên trên là sạc gầy nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Còn con sạc béo, thân nó to này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, đầu cáp, đầu kiếp của nó đều bo bằng inox hết con này. Đấy, bo bằng inox hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lên trên là sạc béo nhá. Giá của nó sẽ là 60k. 60k cho con sạc béo như này. Đó. 60k cho con sạc béo như này nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái ổ điện nhé, thì bên em có hai mẫu, đó là ổ của Nhật và ổ của Thái nhé. Đấy. Thì các bác lên cho em cái này là ổ Thái này. Ổ Thái thì con này nó cũng có cho các bác là 1, 2, 3, 4 ổ cắm và hai ổ USB như này. 4 ổ cắm, 2 ổ USB như này nhé. Con này thì giá của nó sẽ là, con ổ Thái này thì giá của nó sẽ là 50k nhé. Các bác lên cho em là ổ Thái này, đó, ổ Thái. Ổ Thái nhá, giá của nó sẽ là 50k, 50k trên con ổ Thái như này. Đó, 50k nhá, lên trên là ổ Thái, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Ngoài ra thì bên em có cái con ổ xanh đây. Ổ xanh này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy. Công suất của nó sẽ là 10A 250V, cũng có công tắc đóng ngắt, có 3 cổng USB. Lên trên là ổ xanh nhá, ổ xanh. Giá thì sẽ là 60k cho con ổ xanh này thôi. 60.000 cho con ổ xanh như này nhá. Lên trên là ổ xanh, giá của nó sẽ là 60k cho con ổ xanh như này. Còn con ổ Thái này thì sẽ là 50k nhá. Ổ Thái này sẽ là 50k. Đó. Cái này thì các bác lên trên là ổ xanh nhá. Ổ xanh là 60.000. Còn con ổ Thái này thì sẽ là 50k. Đấy, nó sẽ lệch nhau một chút.
Con này thì nó sẽ chỉ có 2 cổng USB và có 4 ổ cắm thôi. Còn con này thì có 6 ổ cắm và 3 ổ USB, cũng có công tắc đóng ngắt hết nhá. Đó. Đây, ổ thái này 50k và ổ xanh là 60k. Đấy. Thì các bác có thể lấy kèm thêm cả những cái sạc, dây sạc này nữa này. Đó, dây sạc này nữa. Đó, giá thì cũng rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái tẩy các bác lên cho em là viên tẩy hồng nhá, viên tẩy hồng. Đấy. Đấy. Cái gì đấy? Tẩy bồn cầu hồng nhá. Các bác lên cho em là tẩy bồn cầu hồng. Đấy, lên cho em là tẩy bồn cầu hồng, giá của nó sẽ là 30k, 30k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp này là 10 viên. Đó. 10 viên. Đấy. Hộp này là 10 viên các bác nhá. Lên cho em là tẩy bồn cầu hồng. Lên mã giúp cho em là thả bồn cầu hồng nhá, 30k trên một hộp này. Hộp này của nó thì nó sẽ là 10 viên các bác. Đấy, để em xem bao nhiêu viên nào. Đó, đây. 2, 4, 6, 8, 10. Hộp này của nó sẽ là 12 viên các nhá. Hộp này 12 viên. 2, 4, 6, 8, 10, 12 viên. Một hộp 12 viên như này các bác nhá. Đấy. Con này thì công dụng của nó thì vừa là tẩy này, vừa là tẩy, vừa là vệ sinh, vừa là tạo mùi thơm các bác nhá, tạo mùi thơm. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng, đa số là dòng tẩy chứ không phải là cái dòng để mình giữ cho nước nó lên màu đâu các bác nhá. Con này là nó sẽ là tẩy sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Đấy. 12 viên. Lên cho em là đấy. Các bác lên cho em là tẩy tẩy bồn cầu hồng nhá. Đấy, tẩy bồn cầu hồng. Lên cho em là thả bồn cầu hồng nhá. Giá của nó sẽ là 30k trên hộp như này. 30k một hộp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì khá là nhiều mã hàng mới để về gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy hút bụi nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là hút bụi ống, giá sẽ là 260.000 và bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó. Các bác lên cho em là hút bụi ống nhá, hút bụi ống này. Hút bụi ống nhá. Bên shop thì nó khá là nhiều mã hút bụi nhá, thì em sẽ lên theo tên. Con này sẽ là hút bụi ống, giá của nó sẽ là 260k nhá. 260k và bao ship. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một ống nối dài này, các cái đầu vòi để các bác kết nối này. Đó. Và sẽ có cho các bác là một thân máy chính đây. Con máy này của nó thì nó phải xếp vào dạng là siêu khỏe luôn nhá. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là 120W thôi nhá. 120W con này. Đó. Hút siêu khỏe luôn. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem nhé. Đây cái này, cái đầu này các bác lắp vào đây này. Đây, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đây, đây nó sẽ có đầu cho các bác kết nối luôn. Đấy, lắp cái đầu này vào đây này. Lắp đầu này vào đây. Các bác có thể hút trực tiếp như này. Đấy, hút trực tiếp như này hoặc các bác hút qua cái ống này. Đấy. Em thấy nó hút qua cái ống này thì nó rất là tiện nhá. Đây. Đây em hút cái điện thoại cho bác xem này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hút rất là mạnh các bác này. Đấy. Hút rất là mạnh các bác này. Đó. Đấy, đây như cái biển nó hút phát lên luôn các bác này. Đây. Đấy. Đây. Đây mà theo. Đấy. Hút khá là mạnh nha. Đấy. Những cái biển này nhấc phát lên luôn các bác này. Đó. Nhấc được cái biển này lên đã là khá là ok rồi các bác nhá. Đây. Khá là ok này. Còn hút cái điện thoại thì nó sẽ ở cái nấc gần này, nó hút này. Đấy các bác thấy không? Đấy. Đấy. Nhưng cả cái điện thoại này lên các bác biết không? Cái điện thoại hai lạng mấy như này mà nó nhưng như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Đó, rất là ok nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Có cả đầu chổi, đầu điếc cho bác luôn nhá. Có đầu chổi, có dây sạc này các bác này. Đấy, có đầu chổi, có dây sạc. Đấy, thì cái bộ sản phẩm như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Các bác lên cho em là hút bụi ống nhá, hút bụi ống. Giá của nó sẽ là 260k. 260k bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là hút bụi ống, giá sẽ là 260.000 nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác ấy. Dòng sản phẩm đó là cái máy vít các bác nhá.
Qua lên cho em là máy vít này. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là máy vít nhá. Con này các bác dùng làm thợ làm nghề rất là ok, làm thợ điện nước này hoặc thợ điện tử này hoặc là các loại thợ luôn. Thì con này công suất của nó không quá mạnh nhưng mà nó cũng không yếu nhá. Các bác sẽ được tặng kèm thêm hai cái đầu vít như này, được tặng kèm thêm hai đầu vít này, một cái dẹt cái ba khe. Con này và có thêm một dây sạc luôn. Chức năng chính của nó thì chỉ có vặn ra vặn vào thôi, nó chỉ có hai chức năng vậy thôi. Chứ không có, nó cũng không có gì là quá là phức tạp nhá. Đó, cũng không có gì là quá là phức tạp, nó chỉ có vặn ra và vặn vào. Đó, nó đơn giản vậy thôi các bác nhá. Vặn ra vặn vào đây. Đấy. Đây đây có cái ốc này em vặn cho bác xem này, đây nhá. Quay cho bạn này, vặn này, đây nhá. Đấy, vặn ra này. Đấy, vặn ra, vặn cái ốc ra này này. Đấy, vặn ra này. Rất là ngon luôn. Đấy, vặn ra này. Vặn vào này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Giá thì cực tốt luôn. Một cái con máy vít như này, giá chỉ có 130.000 thôi. Bao ship giá từ hạn đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Giá sẽ là 130.000 và đơn hàng từ 200 trở lên thì bên shop sẽ bao ship cho bác một con máy vít cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên xem là máy vít giá sẽ là 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hít cửa các bác nhá. Hít cửa con này thì các bác dùng để cho vào những cái tay nắm cửa này, tay nắm cửa các thứ để mình dùng mình sử dụng nhá. Lên xem là hít cửa giá của nó sẽ là 15k này. Hít cửa nhá. Đấy, hít cửa giá của nó sẽ là 15k. 15k cho cái hít cửa như này. Đó, giá sẽ là 15.000 các bạn. 15.000 cho con hít cửa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì các bác cho vào những cái tay nắm cửa để nó chống sốc, chống giếc, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Đây các bác nhá. Đó, bình thường là nó đập này rất là nguy hiểm này. Đấy, nhưng có cái này cho vào thì rất là ngon. Đấy, nó hít cửa lại cho bác luôn. Đó, cái cửa nó sẽ giữ chặt lại, nó cực kỳ là an toàn nhá. Đấy. Cực kỳ là an toàn luôn và giá thì rất là tốt cho bác nhá. Đó. Đây. Đấy. Giá chỉ có 15k một chiếc thôi. Cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi nói chung là tất cả có lại cửa. Đấy. Có những cái vị trí thì nó không có gạch men thì nó không hít được nhưng mà các bác vẫn dùng để chống sốc được, nó đập vào thì nó không bị tạo tiếng động hoặc là bị hỏng đồ. Đó. 15k nhá. Nên cho là hít cửa giá sẽ là 15.000. Sản phẩm tiếp theo cho ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là bẫy chuột thông minh nhá. Đấy. Giá bán thì rất là tốt, chỉ có 15k cho mấy em này thôi. 15k nhá. Giá bán lẻ là 15.000. Các bác mua từ 3 cái trở lên thì tính các bác 40.000 ba chiếc nhá. Đây. Đấy. Chạm nhẹ này là sập bẫy luôn các bác này. Đấy. Rất là nhạy nha các bác, chỉ cần lấy hai tay ấn đều này cho em này. Đấy. Nó sẽ là thuộc dạng là cái bẫy hàm ếch như này, bẫy hàm ếch cá sấu như này. Đấy, khi mà con chuột nó vào đây nó ăn mồi này, có cái chỗ để mồi đây. Đấy, chạm luôn thôi nhá. Đấy, dính luôn, rất là chặt luôn. 15k một chiếc này. Các bác lấy từ 4 chiếc, 3 chiếc trở lên thì bên em tính cho các bác giá rất là tốt luôn, 40.000. Đấy, 40.000 ba cái. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Các bác lên xem là máy trà bếp, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Này. Bật tranh cái đèn này đi. Máy trà bếp giá thì sẽ là 100k cho con máy trà bếp như này. Các bác lên xem là máy trà bếp nhá, giá của nó sẽ là 100k. Đó. Hả? Cái gì? Cái cặp á? Máy trà bếp giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con máy trà bếp như này. Ở đây thì con này nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Dòng này nó sẽ là dòng sạc pin nhá. Đấy. Một thân máy kèm cho các bác là các cái đầu bông mút này, các đầu bông mút, rồi có cho các bác là cả cái phần lắp ráp này để các bác có miếng dán, các bác dán lên tường để mình đeo lên, nó rất là tiện nhá. Đó. Thì bộ sản phẩm đầy đủ cho bác luôn, cả dây sạc luôn nhá. Đấy. Máy thì chạy thì rất là khỏe và êm các bác. Đây, máy rất là khỏe các bác này. Đấy, các bác chỉ cần nhấn này nó chạy này. Đấy. Nhấn nó chạy này các bác này. Đấy các bác này. Đấy. Con này thì chuyên dùng để kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các kiểu con đại điểu luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy trà bếp như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Các bác dùng để kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các kiểu được luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Máy trà bếp nhà tắm vệ sinh. Đấy, thì nó cũng nói chung là nó rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái việc là đánh cọ. Đây các bác này, đấy. Nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, bếp giáp nó bị bẩn, thảm thiếc cần phải giặt, các bác đưa vào cho em. Đấy, trên bàn bếp, kệ bếp này. Đấy, tất cả các vị trí luôn. Con này thì nó khá là nhiều đầu và nó đánh rất là sạch. Thì các bác không phải dùng lực tay nhiều, kỳ cọ nó mất công. Các bác cứ đưa đi như này là các bác vệ sinh đi cho em là sạch hết luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy trà bếp. Giá thì chỉ có 100k cho một em này thôi. Chọn bộ sản phẩm luôn. Đây các bác này. Đấy. Đánh cọ thì nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet. Giá sẽ là 100k nhá. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi, dùng nó cũng khá là ok nhá. Nên cho là máy trà bếp giá 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái mẫu bật lửa này. Đấy. Thứ nhất thì các bác lên cho em là bật lửa điện nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn như này luôn. Con này thì nó cũng có dòng bơm ga nhưng mà nó sẽ có sẵn ga cho các bác rồi. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, đây các bác này. Các bác thấy không? Đấy. Đấy. Con bật lửa điện này là 80 à? Bật lửa điện này 80. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Hình cây tú này các bác này, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy các bác bật như này nó sẽ lên lửa này. Đấy, các bác thấy không? Đó, thấy không? Đây lửa đây. Đó. Lên cho em là bật lửa điện nhá. Con này thì tên nó là bật lửa điện có sẵn ga rồi. Giá sẽ là 80k nhá, hàng rất đẹp luôn. Đó. Bật lửa điện này, đó. Bật lửa điện nhá, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k trong chiếc bật lửa điện như này các bác này. Đấy, 80.000. Lên cho em là bật lửa điện, hàng khá là đẹp luôn. Con này khi các bác bật thì cái ZQK này nó sẽ xoay này, đấy nhá. Đấy, 80.000 một con bật lửa điện như này. Hàng bằng đồng này. Đấy, đồng vàng rất là đẹp luôn. Đó, bật lửa điện 80k. Tiếp theo thì bên em có một con bật lửa rồng nhá, bật lửa rồng. Con này thì nó sẽ là dùng dầu nó gọi là cái dùng dầu thơm, xăng thơm nhá, xăng thơm thì về các bác sẽ tự mua xăng thơm hoặc là các bác có thể là cho các loại xăng đốt đèn vào cũng được. Đấy, cứ bật là nó sẽ lên, nó có sẵn đá như này rồi. Con này thì nó sẽ là dạng Zippo nhưng mà của nó là hình con rồng như này. Đấy. Lên xem là bật lửa rồng nhá, bật lửa rồng. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 70k thôi. Con này thì về các bác cho các thứ vào nhá. Đó. Lên trên là bật lửa rồng này. Bật lửa rồng nhá. Bật lửa rồng, giá của nó sẽ là 70k cho con bật lửa rồng như này. 70.000 thôi nhá. 70.000 cho một con bật lửa rồng như này. Khá là đẹp luôn. Đấy các bác thấy không? Khá đẹp luôn. Đó. Bật lửa rồng 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái pin 16850, 18650 nhá. Pin này của nó sẽ là pin Li-ion 3,7V. Đấy. Công suất của nó sẽ là 6.800 mAh. Con này các bác có mua về để đóng pin hoặc là nói chung là dùng đa di năng các kiểu được luôn. Giá thì rất là tốt nhá, chỉ có 30k cho một viên pin này thôi. Đấy, lên cho em là pin 18650, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, pin này 18650, giá của nó sẽ là 30k cho một viên này nhá. 30k cho một viên pin 16850 như này. Đó, 30k. 30k cho một viên pin 16850. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tưới cây nhỏ giọt nhá. Đó, tưới cây nhỏ giọt, con này thì rất là tiện dụng. Bên shop bán cho các bác cái giá đó là coi lên trên là tưới cây nhỏ giọt nhá. Đó, tưới cây nhỏ giọt này. Tưới cây nhỏ giọt. Bên shop bán từ 3 cái trở lên nhá, bán từ 3 cái trở lên. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc và bán từ 3 chiếc trở lên, chứ 1 2 chiếc thì em cũng không bán. Bán từ 3 chiếc, bán lẻ từ 3 chiếc trở lên nhá. Đấy, lên trên là tưới cây nhỏ giọt, 10k một chiếc, bán từ 3 cái trở lên. Đó, bán từ 3 cái trở lên. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đầu tư tưới cây nhỏ giọt, dụng cụ làm vườn chăm sóc cây trồng tiện lợi, giúp các bác tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể đi chơi xa mà không lo cây ở nhà bị thiếu nước. Kiểm soát tốc độ dòng chảy và lượng nước cho mỗi loại cây khác nhau. Duy trì khả năng tưới nhỏ giọt lên tới 15 ngày. Tưới nước cho rau, vườn trong nhà và ngoài trời, cây thủy sinh hàng ngày, chậu cây, cây trong nhà. Các bác được kiểm tra hàng kỹ trước khi thanh toán, shop cam kết hàng đúng và chuẩn chất lượng. Đấy, rất là ok nhá. Tưới cây nhỏ giọt 10k một cái, em bán từ 3 cái trở lên. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái van đỏ nhá. Qua lên cho là van đỏ. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đấy thì nó sẽ là một cái van chia đôi nước nhá. Đấy. Một cái van chia ra làm hai đường nước như này. Thì bên em gọi nó là van đỏ nhá, chia ra làm hai đường nước như này. Ở đây thì nó sẽ có van xoáy ra luôn, có gioăng giếc các thứ đàng hoàng nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng inox 304. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy. Một con van đỏ như này, bên shop đang bán là 70k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 65k thôi nhá. 65k cho một con van đỏ như này. Đó. Các bác lên cho em là van đỏ nhá. Các bác lên cho em là van đỏ nhá. Đó, van đỏ đang bán cho các bác cái giá là 80k. Đấy, xin lỗi các bác nhá, về cho bác giá còn là 75k nhá. 75k cho con van đỏ như này. Giá của nó sẽ là 75k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước nhá.
các bác có thể xoáy ra để kết nối với các nguồn nước khác này. Tất cả đều bằng inox 304 hết, su 304 hết, hàng bền đẹp chắc chắn, giá thì cực kỳ là mềm và hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, su 304 nhá, lên trên là van đỏ, giá sẽ là 75.000, 75.000 cho chiếc van đỏ như này. Các bác có thể mua để sử dụng trong cái sinh hoạt gia đình nhà mình. Đấy, nói chung là sinh hoạt gia đình nhà mình thì bác nào cũng phải dùng đến các cái dòng van nước như này rồi. Đó, lên trên là van đỏ, giá của nó sẽ là 75.000, 75.000 cho con van đỏ như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa hàng của thương hiệu Willing của Đức nhá. Đấy, hàng của Willing của Đức, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy, hàng thương hiệu Willing của Đức nhá. Đó, đây Willing hai hình người đây các bác này, su 304 nhá, su 304 Willing hai hình người. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, 55.000 nhá. Đó, 55.000 cho một vỉ 5 đôi đũa như này. Đầu thì có đánh nhám nhá. Đấy, đầu đũa có đánh nhám chống dính cho bác hết luôn, nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, đầu đũa có đánh nhám chống dính này, độ dài vừa phải, chuẩn tiêu chuẩn luôn nhá. Đó, lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox, đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ 5 đôi, 55k trên vỉ này. Các bác chỉ cần mua 3 vỉ thôi là 15 đôi là gia đình sử dụng thoải mái rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao hàng của Nhật nhá, dao của Nhật đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, Seiki Japan quá này. Đó, made in Japan, hàng cao cấp nhá. Đó. Đấy, con này rất đẹp luôn, chiều dài của nó khoảng trên 30 cm. Hàng cực kỳ bén cho bác luôn, Seiki Japan như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con dao như này. Có lên cho em là dao vân gỗ nhá. Đây, hàng cực kỳ bén luôn. Để em test thử cho anh xem nhá. Đó. Rất bén luôn các bác này, cắt cả dây bóng được luôn nhá. Cắt cả dây bóng được luôn. Đó. Đây. Em sẽ test dọc giấy cho bác xem này. Đấy, hàng siêu bén cho bác luôn. Đây, Seiki Japan này, made in Japan nhá. Hàng dao thái vân gỗ này, siêu sắc luôn các bác theo. Đây, rất là sắc nhá. Đấy, dao khá là bén luôn. Đấy, dao khá là bén các bác nhá. Đó, dao rất là bén nhá. Đây, đấy, bén chưa các bác ơi. Đó, hàng siêu bén luôn. Giá thì cực tốt nhá. Đấy, giá thì cực tốt cho bác luôn nhá. Đó, rồi, các bác lên cho em là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ giá sẽ là 130.000. Đó, lên mã giúp cho em là dao vân gỗ này. Đó, dao vân gỗ, dao vân gỗ, nó có cái dây vân gỗ mà, giá của nó sẽ là 130k cho một em như này, 130k cho một em dao vân gỗ như này, quá rẻ luôn đúng nhá. Hàng Seiki Japan, made in Japan cho các bác luôn. Đó, giá thì chỉ có 130.000 thôi, dài khoảng 30 cm, 31 cm. Đấy, rất là bén luôn đúng nhá. Đây, test cho bác xem này. Đó, khá là bén luôn nhá. Đấy, cái tờ giấy em nó vò nhầu đi rồi mà vẫn sử dụng bình thường, rất bén nhá. Lên trên là dao vân gỗ, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con này nó gọi là máy, gọi là quạt ô tô nhá. Quạt ô tô, con này nó cắm, nó có cái đầu tẩu để các bác cắm vào ô tô, hoặc là các bác có thể sử dụng các cái vị trí khác cũng được. Ví dụ nhà bác nào có ắp quy thì đang cái mùa mất điện như này thì nó rất là cần thiết để cho các bác sử dụng nhá. Đó, bên mã giúp cho em là quạt ô tô nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái quạt dạng như này, nó sẽ cắm vào tẩu ô tô này. Đấy, cắm tẩu ô tô và nó có thể xoay vòng như này được luôn, xoay vòng đảo chiều các kiểu như này được nhá. Đó, con này thì dùng nó rất là thích. Điện của nó sẽ là dòng điện 12V nhá, điện 12V. Đây. Đấy. Đây các bác này. Đây là điện DC 12V này. Đấy, 8W đến 15W này, các bác nhá. Đó, 8W trên 15W này. DC 12V các bác này. Đó. Đấy, DC 12V nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái con quạt ô tô như này. Giá sẽ là 130.000. Các bác lên cho em là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá sẽ là 130k cho cái em quạt ô tô như này. Cực kỳ tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đặc biệt là các bác có thể trích ra để mình đấu vào ắc quy cũng được, còn con này nó sẽ có tẩu để các bác cắm ô tô. Lên cho em là quạt ô tô nhá, rất mát luôn. Đó, quạt ô tô. Giá của nó sẽ là 130k. 130k cho cái quạt ô tô như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái ủng đi mưa nhé. Qua đây là ủng đi mưa. Một đôi này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác này. Đấy,
mã ATM, mã vạch, mã code đàng hoàng nhá. Đó, đây nó sẽ là cái dạng ủng như này, có quai đeo, quai giếc đàng hoàng. Đó, đây em cũng sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải phủ ni lông nhá, cho nên rất bền đẹp và chắc chắn. Con này thì nó cái khổ của nó khá là rộng và nó mỏng cái phần đáy này, cho nên các bác đi nó rất là bó chân và êm ái. Thì các bác có thể đi trực tiếp hoặc là đi qua giày có dép cũng đều ok nhá. Đấy, ủng đi mưa các bác có thể đi qua giày qua dép đều được để mình sử dụng nhá. Đấy, giày của mọi người khi bẩn thì vệ sinh rất là khó, giặt thì rất là nâu khô. Bây giờ mọi người nên dùng cho mình một cái ủng này nhá, khi mọi người dùng thì nó giúp bảo vệ giày chống nước. Đấy, rất là tiện luôn. Đi ngoài trời mưa ấy, giày của mọi người khi bẩn thì vệ sinh rất là khó, giặt thì rất là nâu khô. Bây giờ mọi người nên dùng cho mình một cái ủng này nhá, khi mọi người dùng thì nó giúp bảo vệ giày chống nước. Đấy, các bác có thể. Hello mọi người, dạo gần đây các bác 10 triệu ra. Đấy các bạn này, đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, không sợ ướt, không sợ gì cả, rất tiện dụng. Nên cho em là ủng đi mưa nhá, giá sẽ là 100k cho cái ủng đi mưa như này. Các bạn lên cho em là ủng đi mưa này, ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái ủng đi mưa như này. Đó, tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái có lên cho em là cọ nồi nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để cọ nồi, và con này là 15k một chiếc. Con này ưu điểm của nó là các bác có thể xoáy cái này ra cho cái ấy vào đây, cho cái dầu rửa bát vào đây để mình đánh kỳ cọ này, sau đó các bác xoáy nắp lại này. Khi nào các bác dùng thì các bác nhấp này cho em, nhấp này là nó sẽ ra này. Đấy, và đánh kỳ cọ xong nồi rất là ok. Lên cho em là cọ nồi nhá, cọ nồi, giá của nó sẽ là 15k trên một chiếc này nhá, 15k trong chiếc cọ nồi như này. Nhà bác nào cũng có xong có nồi và dính bụi dính bẩn thì các bác đánh đi cho em, đánh kỳ cọ như này rất là ok. Lên trên là cọ nồi, giá sẽ là 15k rồi, ok. Chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên em lại cập nhật rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, rất nhiều mã hàng mới cập nhật về shop để gửi tới các bác luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng thôi nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi chờ đợi lâu. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng hấp nhá. Có lên cho em là cặp lồng hấp, con này thì giá chỉ có 180.000 thôi. Lên cho em là cặp lồng hấp này, đó, cặp lồng hấp nhá, giá của nó sẽ là 180k này. Con cặp lồng hấp như này giá siêu tốt cho bác luôn. Ở đây của nó sẽ là một con cặp lồng như này. Đấy, nó sẽ cắm điện trực tiếp điện 220V và nó sẽ có công tác đóng ngắt như này nhá. Có công tác đóng ngắt như này các bạn này. Đấy. Và đây của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có quai sách như này. Quai sách này rất là tiện. Bật công tác lên này. Và khi các bác sử dụng thì các bác tháo cho em cái lẫy này ra. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai tầng. Hai tầng và mỗi tầng của nó sẽ có cho các bác là hai cái khay như này các bạn này. Hai khay như này. Các bác có thể nấu cơm được luôn. Đây, em đang đun nó sôi ngục được các bạn này. Đấy, các bác thấy nó sôi chưa? Đó, đây em đang đun này. Đấy, nó sôi rất là kinh khủng luôn. Thì các bác có thể cho gạo vào đây, cho gạo vào đây nấu cơm thoải mái này. Đấy, nó đang sôi các bác này. Các bác thấy không? Nó đang sôi ngục đây. Đấy, đang sôi đấy các bác nhá. Đó. Nó sôi rất là mạnh luôn các bác này. Đấy. Sôi rất là mạnh luôn các bác thấy không? Đó, sôi rất là mạnh luôn thì nước nó nóng nhá. Con này thì các bác có thể dùng để hấp đồ ăn hoặc là nấu chín đồ ăn, nấu cơm cũng rất là ok luôn. Đấy, các bác cứ cho vào đây, cho cơm, cho nhiều nước vào đây, cho nước nó sát đến cái mép khay này luôn. Sau đó thì các bác đậy nắp lại và nó sẽ hấp giữ nhiệt cho các bác luôn. Giữ nhiệt, giữ nóng cho các bác rất là tốt luôn. Và khi mà cái quai này đã sập xuống thì các bác có thể xách đi xách lại thoải mái nhá. Đây. Đấy, mình có thể xách mang đi học, đi làm, đi công ty, đi đến công sở rất là ok luôn. Các bác mang cơm, mang đồ ăn vào đây. Thế là mang đi mình bật công tắc này là xong. Đó. Cắm điện vào bật công tắc là xong. Đây, dây điện của nó đây các bác này. Đấy, dây cắm của nó đây. Khá là ngon lành luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt các nhá. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cặp lồng hấp nhá. Cặp lồng hấp. Giá thì chỉ có 180.000 cho combo cái bộ cặp lồng hấp như này. Đấy, lên cho em là cặp lồng hấp nhá. Giá sẽ là 180k. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc iPhone các bác nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone này. Giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn. Một cái dây sạc nhanh iPhone như này giá chỉ có 70.000 thôi. Giá quá là hạt rẻ cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ combo cho các bác là một củ như này, một củ cắm sạc như này và một dây nhá, một củ cắm sạc và một dây cho bác luôn. Combo hai món như này.
lên cho em là sạc nhanh iPhone nhé, sạc nhanh iPhone. Combo hai món như này bên shop đang trân trọng gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là một cái combo hai món như này, một củ và một dây như này, sạc nhanh của iPhone 14 Pro Max nhé, sạc nhanh iPhone 14 Pro Max đây. Đấy, iPhone này, iPhone 14 Pro Max nhé, giá chỉ có 70k thôi. Lên cho em là sạc nhanh iPhone nhé, đây iPhone 14 Pro Max này, đấy hàng của thương hiệu iPhone nhé. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là sạc nhanh iPhone, giá chỉ có 70k nhé, 70k cho con sạc nhanh iPhone như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái tai nghe của Oppo, tai nghe của Apple đây, đấy, tai nghe của iPhone. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên siêu nguyên kiện như này, sẽ bao gồm cho các bác là một tai nghe, đấy, một tai nghe hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, tai nghe như này nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này coi nhá. Đó, một tai nghe nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này đây, đấy California coi này, đấy design by Apple nhé, design by Apple in California, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một tai nghe như này nhá. Đấy, một tai nghe kèm thêm đốc sạc luôn. Đây, cái này là cả tai nghe cả đốc sạc luôn nhá. Đốc sạc như này. Đây coi nhá. Đó, California này, California nhá. Đây, California luôn. Đó, đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai tai nghe như này. Hai tai nghe đặt sẵn ở trong cái đốc sạc này các nhá. Và kèm theo cho các bác là một cái dây cáp sạc nhá, cáp sạc về các bác cắm vào cái củ điện thoại nhà mình, cắm củ điện thoại nhà mình cho em nhá. Và kèm theo cho các bác là bốn cái miếng lót nhá. Đấy, bốn cái miếng lót như này để các bác lót vào cái lại tai nào vừa thì các bác dùng cái nào vừa thì ok thì các bác lót vào cho em. Tai to tai nhỏ nhá. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng nha bác luôn. Nguyên cái khâu đóng gói của nó đã là chuẩn chỉ đều nhá. Khâu đóng gói của nó đã là khẳng định đẳng cấp thương hiệu rồi. Nó rất là ngon như này. Combo cho bác nhá, combo cho các bác đấy. Tai nghe iPhone, các bác lên cho em là tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là 140.000 đó. Tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone giá của nó sẽ là 140k cho con tai nghe iPhone như này, 140.000 cho con tai nghe iPhone như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sản phẩm đó là cái ví đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ đó, thắt lưng ví đồng hồ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng ví đồng hồ như này, giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là thắt lưng này, cộng với ví này, cộng với đồng hồ này. Đó, combo 3 món luôn. Combo thắt lưng ví đồng hồ giá của nó sẽ là 265k nhá. Và bao ship cho bác luôn. Đó, 265k, bao ship tận nhà cho bác. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất sang Mỹ các bác này, New York City nhá, New York City. Con này của nó đang bán tới 800 USD nhá. Và giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là một thắt lưng nhá. Một thắt lưng này, đấy, mặt đúc liền như này, cực kỳ đẹp luôn. Của thương hiệu Perro nhá. Đấy, thắt lưng mặt đúc liền cực kỳ đẹp luôn. Dây của nó thì khá là mềm nhá, dây khá là mềm. Đấy. Dây của nó khá là ngon lành và mềm luôn các bác. Đấy. Dây của nó rất là ngon lành và mềm nhá. Đó, giá thì chỉ có 260.000 cho combo 3 món như này. Đấy. Một con thắt lưng khá là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Dây khá là mềm luôn. Khóa kiếc của nó thì rất là ngon nhá. Khóa rất là ngon luôn. Đây con này. Chỉ cần đặt vào như này. Đấy, quá chỉ cần đặt vào này, kéo vào là xong nhá. Khóa rất là ngon luôn các bác ơi. Đó, đây. Và đặt này kéo vào là xong cho em này. Đấy đây nhá. Khóa này. Đấy, khóa tanh tách luôn các bác nhá. Đó, các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu là các bác đã biết chất lượng của sản phẩm rồi. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, thắt lưng nhá. Một con thắt lưng như này này. Đấy, thắt lưng lẫy rút nhá. Đấy. Lẫy rút rất là ngon luôn. Đây. Đấy, một con thắt lưng rất đẹp như này. Tiếp theo đó là đến một con ví nhá. Một con ví da. Đấy, một con ví da. Hàng cũng của hãng Perro luôn. Ví này thì được thiết kế khá là đẹp và hiện đại basic thôi nhá. Perro này. Đó. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một ngăn khóa này. Đấy, một ngăn khóa như này. Một ngăn khóa này, một ngăn ngoài này. Đấy, và các cái ngăn phụ khác để các bác để giấy tờ, ví tiền đầy đủ cho bác luôn. Một con ví rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng khâu máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Hàng thương hiệu Perro nhá. Đấy, một ví này, một thắt lưng và một đồng hồ nhá. Đây. Một con đồng hồ dây da cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn. Đây. Con đồng hồ dây da như này về nhà các bác chỉ cần tháo cái lẫy này ra, ấn vào là đồng hồ chạy này. Đấy, đây các bác nhá. Có cả ngày tháng hẳn hoi luôn. Có cả ngày tháng cho bác nhá. Rất là ngon. Mặt rất đẹp luôn nhá, dây da nhá. Đấy, thì combo cho bác 3 món như này. Các bác lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ combo 3 món như này. Đấy, lên cho em thắt lưng ví đồng hồ nhá, combo 3 món như này, các bác chụp màn hình lại cho em. Đấy, thắt lưng ví đồng hồ giá của nó sẽ là 265.000 cho 3 món hàng như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, combo 3 món đẹp chất lượng như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đấy. Combo 3 món như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
265.000 nhé. Đó, 265.000 cho combo 3 món như này các bạn. Đấy, 265k, giá cực kỳ là tốt cho các bạn luôn, 265.000 thôi. Lên theo là thắt lưng ví đồng hồ combo 3 món như này nhá. Đấy, 3 món đẹp tuyệt vời như này, giá thì chỉ có 265.000 thôi, rất chất lượng cho các bạn luôn, màu đen huyền thoại nhá. Đấy, thắt lưng ví đồng hồ. Tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái vòi tưới phễu tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, các bác chỉ cần là dùng cái phễu này. Đấy, sau đó thì mình cắm cái đầu vòi này vào, cắm cái đầu vòi này vào, còn cái đầu phễu này thì mình xoáy vào cái nắp chai Coca hoặc là chai nước cam nước ngọt đấy, xoáy vào, sau đó thì các bác xả cái đầu này ra này. Đấy là nước nó sẽ từ từ nó chảy nhỏ giọt xuống, thì nó vừa tiết kiệm nước và nó sẽ tưới được liên tục trong thời gian các bác không tưới được, và nó rất là tiện. Đấy, cái này thì bên em bán từ 3 cái trở lên nhá, 10.000 một cái. Đấy, bên em bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy, 10k một chiếc, và bên em bán từ 3 chiếc trở lên các bác nhá. Đấy, còn các bác có thể mua 10 cái về mình dùng dần cũng rất là ok luôn, mua 5-10 cái về mình dùng dần, còn bên em bán thì từ 3 cái trở lên. Đó, lên cho em là vòi tưới cây nhỏ giọt nhá, tưới cây nhỏ giọt đó. Đấy, phễu tưới cây nhỏ giọt này, lên cho em là phễu tưới cây nhỏ giọt, giá sẽ là 10k một chiếc. Phễu tưới cây nhỏ giọt, phễu tưới cây, lên cho em là phễu tưới cây nhá. Đấy, 10k trên một cái, và bán từ 3 cái nhá, bán từ 3 cái trở lên nhá. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn này. Cây nhỏ giọt, dụng cụ làm vườn chăm sóc cây trồng tiện lợi, giúp các bác tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể đi chơi xa mà không lo cây ở nhà bị thiếu nước, kiểm soát tốc độ dòng chảy và lượng nước cho mỗi loại cây khác nhau, duy trì khả năng tưới nhỏ giọt lên tới 15 ngày, tưới nước cho rau, vườn trong nhà và ngoài trời, cây thủy sinh hàng ngày, chậu cây, cây trong nhà. Các bác được kiểm tra hàng kỹ trước khi thanh toán, shop cam kết hàng đúng và chuẩn chất lượng. Đó, rất là ngon luôn nha, có thể điều chỉnh tùy theo cái lượng nước các bác mong muốn nha. Lên trên là phễu tưới cây nhỏ giọt nha. Tiếp theo thì lên cho các bác sản phẩm, đó là cái bạt phủ xe nha. Có lên trên là bạt phủ xe, con này thì cũng khá là tiện dụng luôn. Giá ra thì nó khá là to, chiều dài của nó là 2m này. Dài 2m và rộng là, dài là 2m này và rộng là 1m nhá. Đấy, lên trên là bạt phủ xe nha. Bạt phủ xe giá sẽ là 50k cho một chiếc bạt phủ xe như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái bạt phủ xe này luôn. Đây các bác nhá, một cái con xe tay ga khá là to mà chùm cũng rất là ok. Đấy, nó sẽ như này các bác này. Đấy, một con xe tay ga như này, chùm lên nó sẽ như này. Đấy. Đấy, đây các bác này, bạt phủ xe nhá. Giá sẽ là 50k. Đấy, bạt phủ xe như này nhá, giá của nó sẽ là một cái chiếc bạt phủ xe như này, giá sẽ là 50.000, rất là tiện dụng luôn. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm hàng bãi Nhật Mỹ Đức, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Vẫn tiếp tục chương trình game show thì bên em vẫn tặng các bác một chiếc máy xay Osaka nhé. Nếu bác nào mà dự đoán đúng kết quả xổ số miền Bắc đấy, trong ngày đấy, thì bên em sẽ có các cái video lên trong ngày, và các bác cứ dự đoán đấy, ngày nào thì sẽ có kết quả của ngày đấy luôn. Thì bác nào dự đoán đúng và một lần đấy, bình luận một lần đấy, bên em lên 5 video thì các bác cứ bình luận mỗi video một lần, và một bình luận một chia sẻ là sẽ có quà các nhá. Thì các bác cứ bình luận chia sẻ, và nếu mà đúng kết quả xổ số là sẽ có quà. Rồi ok. Lưu ý các bác là thể lệ thì các bác cứ bình luận 2 số nhá, và chia sẻ video lên các nền tảng là mình sẽ có quà thôi. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dầu gội clear của Thái nhá. Thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng như này. Đấy, nam nữ đều sử dụng được hết, thì tùy theo các bác chọn màu và mùi hương thôi. Đó, Clear các bác nhé. Clear thì ở đây sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan các bác này. Đó, đây, Bangkok Thái Lan này các bác nhé. Đó, Bangkok Thái Lan. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Clear Unilever nhé. Đấy, Unilever, và sản xuất ở Thái Lan. Hạn sử dụng đến năm 2026 nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một lọ Clear như này. Đấy, các bác lên cho em là dầu gội Clear nhé. Dầu gội Clear, giá của nó sẽ là 90k. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là 450ml nhé. 450ml đây các bác này. Đấy, 450ml, giá của nó sẽ là
90k cho một cái lọ dầu gội đội dầu gội đầu clear như này. Lên cho em là dầu gội đầu clear nhá. Giá của nó sẽ là 90k một lọ này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu đen các nhá, bơm tẩu đen. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô nhá. Đấy, bơm ô tô, cắm tẩu ô tô nhá. Đấy. Nó sẽ dài khoảng là tầm khoảng con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng 3 mét gì đấy không nhá. Đấy, từ 2 đến 3 mét, dây dài khoảng 2 đến 3 mét nhá. Và đầu bơm của nó đây. Các bác cắm trực tiếp vào tẩu ô tô là mình dùng thôi. Đó, rất là tiện dùng luôn. Rất tiện dùng luôn các nhá. Con này thì rất là ngon. Đấy, nó sẽ có đồng hồ báo như này. Lên cho em là bơm tẩu đen nhá, bơm tẩu đen. Đó, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Dây của nó là dây dù như này. Đấy, van đầu kết nối trực tiếp với đầu vòi ô tô luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dây tẩu như này nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bơm tẩu đen nhá, bơm tẩu đen. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Cái này thì nó bằng nhựa thôi nhưng rất chất lượng nhá. Có công tác đóng ngắt này và có công tác nhấp hơi con này. Công tác đóng ngắt và công tác nhấp hơi đây. Đấy. Ok. Các bác lên cho em là bơm tẩu đen nhá. Đó, bơm tẩu đen này, đó. Bơm tẩu đen, giá của nó sẽ là 250k. 250k cho cái mã bơm tẩu đen như này các nhá. Lên mã cho em là bơm tẩu đen, giá của nó sẽ là 250.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây của Nhật nhá. Mic dây của Nhật thì bên shop tiếp tục về số lượng để phục vụ các bác và giá rất là tốt luôn. Cả mic cả dây thì đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan cho bác luôn. Dây của nó thì siêu mềm luôn các bạn, dây siêu mềm luôn, dây của nó rất là mềm này. Đấy, hàng made in Japan này các bác nhá. Đó. Made in Japan. Đây các bác này, đó. Hàng made in Japan các bác nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Dây thì siêu mềm luôn. Và dây của nó thì nó sẽ dài từ 4 đến 5 mét nhá. Đấy, dây dài từ 4 đến 5 mét. Hàng made in Japan như này. Đấy. Cả mic cũng made in Japan luôn nhá. Đấy, cả dây cả mic, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Tomahawa này. Đấy. Tomahawa made in Japan các bác nhá. Đấy, đây. Tomahawa made in Japan các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có 250.000 cho một con mic dây như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con mic như này. Đấy, đầu mic rất là ngon luôn nhá. Đầu mic rất là ngon luôn. Hàng được hoàn thiện rất là cao nhá. Đấy. Độ hoàn thiện rất là cao, rất sắc nét nhất, ngon lành. Đấy, tiếng mic thì nghe trầm ấm rõ các nhá. Trầm ấm rõ và rất là êm. Đấy. Lên cho em là mic dây nhá, mic dây. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic dây như này. Đấy. Lắp vào thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này, lắp vào rất là ngon luôn. Đây các bác lắp vào này cho em này. Đó, lắp như này sẽ sập vào này các bác. Đấy, lẫy của nó sập vào này. Khá là ngon luôn. Đầu mic, đầu miếc, đầu dây rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã cho em là mic dây, giá của nó sẽ là 250k. Đấy, lên cho em là mic dây này. Đó. Mic dây, giá của nó sẽ là 250k. Cho con mic dây karaoke nhá, 250k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con kìm chết hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ nhá. Hàng thương hiệu Crotman của Mỹ. Đây, Crotman USA qua đây. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có 100k thôi, 100k nhá. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ, cực kỳ là ngon luôn các bạn. Hàng của thương hiệu Crotman này, USA nhá. Hàng của Mỹ cực kỳ và chất lượng cho anh em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, từ những cái con ốc yếc của nó này. Thép của nó sẽ là thép CRV, thép nhám không gỉ nhá. Hàng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Hàng bãi Mỹ nhá. Hàng này thì bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị nhá. Giá nó khá là tốt luôn, giá khá là tốt luôn. Hàng thương hiệu Crotman coi này. Crotman USA, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Đấy, dùng cực kỳ là ngon các bạn. Đấy. Rất dày dẫn chắc chắn và giá rất là tốt cho anh em luôn. Giá rất là tốt cho anh em luôn nhá. Hàng thương hiệu Crotman này. Giá chỉ có 100k thôi các nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ này. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Một con đèn hộp nhôm cực kỳ chất lượng cho các bác như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một đèn, một dây sạc và cái hệ thống dây đeo này. Đấy, hệ thống dây đeo cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có nam châm hít như này nhá. Có nam châm hít này. Rất là ngon luôn. Đấy, các bác có thể để vào các cái vị trí để mình làm việc. Đấy, nó hít như này luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cả một cái bật lửa luôn. Từ tính năng đèn trước qua này. Đấy, rất là sáng nhá. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Thời gian sáng từ 3 đến 6 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Nó sẽ có sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu và có đèn đỏ nhấp nháy như này. Đấy, có sáng trắng, có sáng vàng. Đấy, có sáng mạnh, có sáng yếu, có đèn đỏ cảnh báo không nhá. Đó, rất ok luôn. Ngoài ra đây thì nó sẽ có một cái con bật lửa ở đây nhá.
Thì lưu ý các bác khi các bác dùng thì giữ lì cho em cho cái đèn nó lên thì bật lửa nó sẽ lên này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ tắt này. Khi bật thì giữ lì như này cho em, cho cái đèn này nó sẽ lên là bật lửa lên đỏ này. Đó, khi tắt thì giữ lì này nó sẽ tắt này, rất ok luôn nhá. Đó. Rất là ngon luôn, các bác có thể để như này để mình sử dụng này. Đây, có nhá. Đó. Để này mình sử dụng này. Đấy, để trên như này hoặc là dán vào tường cũng nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 100k thôi. Con này nó sẽ có cả quai đeo rồi móc khóa móc kiếc cho các bác luôn. Đây. Đấy, có quai đeo móc khóa này. Đây, quai đeo móc khóa rồi thêm cái cáp sạc nữa. Về nhà các bác cắm vào củ sạc nhà điện thoại nhà mình. Lên mã cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Đó. Đèn hộp nhôm, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho con đèn hộp nhôm như này nhá. 100.000 cho con đèn hộp nhôm này. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Các bác lên trên là máy đuổi chuột. Con này thì đuổi chuột, đuổi ruồi, đuổi kiến gián đều ok hết, nhưng mà em sẽ lên tên nó là máy đuổi chuột nhá. Lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó, máy đuổi chuột. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Ở đây thì nó sẽ có những cái tia từ nhá, tia từ để khi mà cắm lên thì con chuột nó sẽ bị xung từ và nó sẽ bỏ đi thôi nhá. Đó. Đây chính là máy đuổi chuột, giá thì chỉ có 35k thôi. 35k cho một con máy đuổi chuột thế này, khá là tiện dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Bác sĩ chào quý anh chị ạ. Trên đây hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và con chuột thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng là phát ra tần số âm xung khắc với các loại chuột như các loại côn trùng gây hại khác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo cắt may nhé. Đấy, kéo cắt may hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, một con kéo cắt may chất lượng như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con kéo cắt may như này nhá. Giá của nó sẽ là 170k cho con kéo cắt may này, cắt rất là ngon luôn con này. Đó. Chiều dài của lưỡi thì nó sẽ vào khoảng là 20cm nhá, chiều lưỡi dài của lưỡi khoảng 20cm và tổng chiều dài của kéo thì khoảng 30cm các bạn. Đó.
hàng made in Japan. Đấy, con này thì đường kính của nó sẽ là 12 inch các bạn này. Đấy, mặc định của nhà sản xuất là 12 inch. Đây, hàng made in Japan. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất là tốt nhá. Hàng made in Japan như này. Đấy, rất là ngon lành cho anh em luôn. Cắt cực kỳ là ngon. Đấy, khi anh em cắt thì cắt may thì anh em chỉ cần đặt lên bàn và đẩy đi là xong, nó sẽ nằm ở dưới như này. Rất là tiện dụng nhá. Lên cho em là kéo may nhá, kéo may. Giá của nó sẽ là 170.000. 170.000 cho một con kéo may nội địa Nhật như này nhá. Đấy, lên cho em là kéo may. Giá của nó sẽ là 170k các bạn. Đó, 170k nhá. Đấy, lên cho em là kéo may này. Đấy, kéo may nhá. Đó. Kéo may giá của nó sẽ là 170k cho con kéo may như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con hút thổi bụi nhá. Các bác lên cho em là hút thổi bụi. Con này thì giá sẽ là 180.000. Đấy, đầy đủ combo cho các bác như này. Đấy, hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan. Đây. Đấy, chữ in trực tiếp trên thân này luôn. Đấy, máy chạy siêu khỏe cho các bác luôn đây. Em hút thử cho các bác cái con điện thoại các bác này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đấy. Hút được cả con điện thoại luôn các bác. Đấy, rất là khỏe luôn các bác. Đấy. Hút rất là chặt luôn các bác. Cái biển này là hút là đơn giản quá này. Đấy, hút nguyên cái biển này lên luôn. Đây. Đó. Rất là khỏe luôn, các bác thấy không? Đó. Con này thì nó sẽ có cả đầu hút và đầu thổi nhá. Đấy, có cả đầu hút và đầu thổi này. Đầu này nó sẽ là đầu hút này các bác này. Đấy. Đầu này đầu hút các bác này. Đấy. Và nó sẽ có đầu thổi đây các bác này, đầu thổi đây. Đấy. Đầu thổi này. Đầu thổi này thì các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đây các bác. Vào hàn sâu trong rồi đấy. Vào hàn sâu đi. Đó. Để bơm phao bơm bóng đều được hết các bác này. Đây, đấy, bơm dây bóng này các bác này. Đấy, bơm phao bơm bóng đều ok hết nhá. Đó. Thì hút thổi rồi nó đa chức năng cho các bác luôn. Có cả dây sạc như này. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Và nó sẽ có cho các bác là cái phần đầu chổi này để các bác vệ sinh bàn phím hoặc là hương nhang ở trên bàn thờ hoặc là nói chung là tất cả các vị trí luôn. Hàng made in Japan. Đấy, hàng của thương hiệu Tamashio các bác nhá. Tamashio made in Japan. Tên mã giúp cho em là máy hút thổi bụi nhá. Máy hút thổi bụi như này. Giá sẽ là 180k. Đấy, máy hút thổi bụi nhá. Máy này, hút này. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Máy hút thổi bụi nhá. Thổi bụi, giá sẽ là 180k. Đấy. Ngoài thổi bụi thì các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm hơi đều ok hết nhá. Đều ok hết, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái van các bác lên cho là van đỏ nhá. Con này thì giá chỉ có 75k thôi. Van đỏ giá của nó sẽ là 75k nhá. Đấy, 75k cho một con van đỏ như này. 75k thôi nhá. Đấy, con này thì rất là ngon luôn. Nó sẽ là một con van inox 304. Đây. Một con van inox 304 như này các bác. Đấy. Một con van inox 304 như này, sáng bóng đẹp tuyệt vời cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có đầu xoáy này và có sẽ có đầu vòi như này các bác này. Đây đầu vòi này. Đầu vòi này thì các bác xả nước ra này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Vòi này xả ra như này. Đấy, và có cả đầu vòi này luôn nhá. Có cả đầu vòi này luôn. Rất là ngon lành các bác này. Đấy. Có gioăng cao su nước đàng hoàng cho các bác luôn. Có gioăng cao su đàng hoàng. Đó, và tất cả đều bằng inox 304 không bắt 5 châm nhá. Inox 304 không bắt 5 châm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là van đỏ nhá. Giá sẽ là 75k cho một chiếc như này. 75.000 cho một chiếc van đỏ như này. Con này thì rất là tiện dụng luôn, các bác có thể mua. Gen của nó là gen kết nối 21 nhé. Gen 21, đấy lên trên là van đỏ. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mã bếp từ hàng của thương hiệu Philips các bác nhé. Là hàng thương hiệu Philips các bác này. Đó. Hàng của Philips và sản xuất ở Thái Lan nhé. Made in Thailand này các bác này. Đó. Hàng Philips sản xuất ở Thái Lan. Dòng này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V. Điện 220V các bác nhé. Và công suất của nó thì... Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái thông số của nó này. Đây các bác nhá. À, dòng điện của nó thì nó dao động là công suất của nó là từ 2000 đến 2500W này. Đấy, điện 220V và kích thước của nó là 35 x 145 x 390. Đó, các bác nhá. Hàng thì sản xuất ở Thái Lan đây. Made in Thailand các bác này, sản xuất ở Thái Lan. Và giá thì bên shop đang về cho các bác cái giá siêu tốt cho các bác luôn, một con bếp từ Philips như này nhá. Đấy. Con này thì các bác sẽ được tặng kèm một cái bộ nồi như này, một cái bộ nồi như này để các bác đun trực tiếp luôn. Lưu ý các bác là cái này thì hàng tặng kèm thì nó sẽ vừa phải thôi, không quá dày và cũng không quá mỏng đâu nhá. Vừa phải để các bác dùng. Và con này thì có thể là nó sẽ có những con là nó sẽ hơi bị móp nhẹ thì các bác cũng thông cảm, tại vì cái này nó là hàng tặng kèm.
đấy, hàng tặng kèm các bác nhé. Đấy thì nó sẽ không được như là những cái hàng các bác mua, cho nên các bác cũng thông cảm. Hàng tặng kèm thì nó chỉ mang tính chất là tương đối thôi. Đó, để các bác ăn lẩu ăn liếc. Đấy, đựng vào đây là rất là ok. Kích thước của con bếp từ này thì vừa phải nhá. Đó, con này thì bên shop đang bán là 480k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 450.000 và bao ship nhá. Lên cho em là bếp từ Philips này. Đó. Bếp từ Philips nhá. Giá sẽ là 480k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 450k nhá. 450k và bao ship luôn. Đó. 450.000 cho một con bếp từ như này và bao ship đến tận nhà thì các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra. Đấy, nhận hàng kiểm tra thanh toán quá nhá. Đấy, mặt của nó thì bằng kính cường lực dày 5D, sáng bóng đẹp luôn quá nhá, sáng như gương luôn, rất là đẹp này. Hàng thương hiệu Philips, made in Thailand quá nhá. Đấy, made in Thailand. Hàng của Philips và sản xuất ở Thái Lan nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, dây của nó 100% là dây đồng hết này, dây đồng đỏ au này các bác nhìn thấy chưa? Đó, dây của nó là dây đồng hết nhá. Quạt tản nhiệt tản nhiệt các thứ rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bếp từ như này, có tặng kèm các bác là một cái nồi như này, mua một tặng một nhá, mua một tặng một, mua một bếp từ tặng một nồi như này, giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho một cái bếp từ như này. Các bác có thể mua để mình sử dụng ăn lẩu ăn liếc hoặc là nói chung là chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết. Đây, tặng kèm các bác một cái nồi như này. Lưu ý các bác là cái nồi này nó khá là mỏng, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì có cái dấu hiệu móp như này là bình thường nhá, các bác thông cảm thôi. Hàng tặng kèm thì nó chỉ là hàng tương đối thôi các bác nhá. Đó, lên cho em là bếp từ Philips. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đấy. Đợt này hàng về số lượng và giá khá là tốt cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi và giá rất là tốt cho các bác luôn nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đây. Giá rất là tốt cho các bác luôn. 10 đôi đũa đẹp xịn sò như này các bác này. Đấy. Giá thì chỉ có 40k thôi. Giá chỉ có 40k nhá. 40k cho một hộp đũa 10 đôi như này. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, khoáng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Rất là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Đầu đũa mạ vàng như này. Nhận hàng là các bác ưng luôn, không thể chê vào đâu được nhá. Hàng khá là đẹp và chất lượng luôn. Đây, hàng của Korea này. Đấy, Korea nhá. Hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea mạ vàng, đầu mạ vàng rất là đẹp luôn. Lên cho em là đũa mạ vàng nhá. Đũa mạ vàng. Đấy. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc, đũa mạ vàng Hàn Quốc giá thì sẽ là 40k. 40k trên một hộp như này, 40k trên hộp 10 đôi nhá. Đấy, đầu đũa mạ vàng khá là đẹp luôn. Đũa mạ vàng Hàn Quốc 40k trên một hộp 10 đôi. Hàng khá là đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Giá này thì giá khá là hợp lý cho các bác rồi. Một cái hộp đũa đẹp như này bao gồm cho các bác là 10 đôi mà giá chỉ có 40k. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc coi nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ cao và chống nấm mốc. Giá thì lại rất là hợp lý coi nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Đấy, các bác nên mua để sử dụng ở nhà nhé. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác. Minh ơi, Minh ơi, đó là cái lô võng các bác nhé. Các bác lên cho em là võng xếp này. Đấy, võng xếp. Hàng thì khá là đẹp, dày dẫn và chắc chắn. Hàng khá là đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác nhé. Tổng chiều dài của võng thì nó sẽ vào khoảng là hơn 2m các bạn. Đấy. Tổng chiều dài khoảng hơn 2m đây, rất là căng các bạn này. Đó, võng xếp nhá. Đai điếc của nó rất là chắc chắn luôn. Đây. Đấy các bạn này, đấy. Rất là chuông chắn và đẹp nhá. Đấy, các bác nằm thì con này luôn luôn nó ở trong cái trạng thái là mở ra như này, banh như này, cho nên khi các bác nằm không sợ bị lộn hoặc là bị quấn vào người các bác nhá. Đấy. Rất là dài luôn. Đây. Đấy, tổng thể chiều dài. Rồi bỏ đây. Đấy, tổng thể chiều dài của nó thì vào khoảng là hơn 2m nhá. Tổng chiều dài của nó là hơn 2m. Nó là thuộc một cái dạng võng xếp như này con này. Đấy. Đây. Các bác nhá. Đấy, võng xếp Phương Liên con này, võng xếp Phương Liên. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Một cái con võng như này, hàng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Của nó thì nó sẽ là hai lớp cái dạng cước dệt 3D như này nhá. Đấy, cước dệt 3D như này. Siêu bền luôn các bác nhá. Các bác dùng thì nói chung là vĩnh cửu luôn. Chỉ trường hợp là mình lấy dao mình rạch cho thôi, chứ còn con này thì bền lắm các bác. Đấy, bền lắm. Nó là thuộc dạng cước nên rất là bền, nắng mưa thoải mái luôn. Đây, phần đai đĩa của nó rất là chắc chắn này, máy đĩa của nó rất chắc chắn luôn, và nó có cái phần đai như này. Đấy, có cái phần đai như này, nó sẽ là một cái thanh thép như này để nó luôn giữ cho các bác cái võng là nó ở chế độ mở các bác, chế độ mở, cho nên là khá là ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý nhé. Đấy,
Con này nếu mà các bác mua những cái người bán rong mà người ta bán cho các bác ấy, hàng nó còn hàng nhái cơ, mà giá thì nó đã phải là 200 đến 250 nghìn cho một con võng như này. Nhưng mà bên shop bán cho các bác thì hàng chính hãng mà giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là võng xếp nhé. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp. Giá thì chỉ có cho các bác là 150 nghìn thôi. Đó, lên mã cho em là võng xếp nhé. Võng xếp giá sẽ là 150k. Đấy, 150k cho cái võng xếp như này, 150 nghìn cho cái võng xếp như này nhé. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng hàng ngày khá là ok. Đấy, giá thì khá là hợp lý để gửi tới quý cô bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái át đảo chiều có nhá. Át đảo chiều con này thì công suất của nó sẽ là 63A. Đấy, 63A như này có nhá. Các bác lên cho em là át đảo chiều, công suất của nó là 63A. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi đó, giá thì đợt này nó sẽ là 100k cho con át đảo chiều như này nhá. 63A này, giá sẽ là 100k thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. 100.000 cho con át đảo chiều 63A như này. Con này thì khá là tiện dụng. Đấy, khi các bác đấu chiều vào thì chiều nguồn ra thì nó sẽ là 3 và 5. 3 và 5 là nguồn ra nhá. Còn chiều vào công tơ 1 là 26 và công tơ 2 thì nó sẽ là 48. Đấy, công tơ 1 thì 26 này và công tơ 2 là 48. Đấy là hai cái công tơ vào đây. Công tơ vào thì nó sẽ là dưới số chẵn này. Còn số ra số lẻ sẽ là 35 nhá. 35 là số lẻ là chiều ra nhá. Đấy, thì các bác cứ chiều nguồn ra sẽ là 35. Còn chiều vào thì nó sẽ có là 26 và 48 nhé. 26 và 48. 26 thì sẽ là công tơ 1 và 48 là công tơ 2. Đó, công suất của nó sẽ là 63A. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho một con át đảo chiều này thôi. Lên mã cho em là át đảo chiều, giá sẽ là 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đây là con này, là cái con đồng hồ đo vạn năng nhé. Đồng hồ đo vạn năng, con này thì nó sẽ là 230.000 và bao ship nhá. Đó, lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ kìm này, đồng hồ kìm, đồng hồ kìm vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kìm vạn năng, giá của nó sẽ là 230k và bao ship nhá. 230.000 bao ship cho con đồng hồ kìm vạn năng như này. Nó sẽ là một con đồng hồ có kìm kẹp dòng rồi đo ADC các kiểu con đại điều được luôn. Đây, đấy, lấy cái gì, kích thước bao nhiêu? Đây các bác nhá, nó thì con này nó sẽ đo là ACA này. Đấy, rồi là DC này, rồi là các kiểu luôn, đo ôm, đo watt, rồi đo điện trở các kiểu luôn. Và nó sẽ có kìm kẹp như này. Có cả hai cái dây để các bác đo dây này và đo nguồn này, rồi có pin này. Về nhà các bác xoáy cái ốc này ra lắp pin rồi cho em. Đó. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, Kabushi của Nhật các bác này. Rất chất lượng cho bác luôn, một con đồng hồ kìm như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k và bao ship. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Một con đồng hồ kìm đa năng như này rất là tiện dụng. Đấy, lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng. Giá sẽ là 230.000 thôi nhá. 230.000. Đấy, lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng, giá sẽ là 230.000 các bác nhá. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì vẫn rất là tốt cho các bác luôn. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ như sau. Đấy, con này thì bán lẻ sẽ là 15k một chiếc. Đấy, 15k nhá. 15k trên một chiếc như này. Còn các bác mua từ 3 cái trở lên thì bên em tính cho bác giá là 10.000 một cái nhá. 10.000 một cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 15k một chiếc. Đấy, các bác có thể mua lẻ hoặc là mua combo 3 cái. 3 cái như này thì sẽ là 10.000 một cái nhá. Đấy, lấy số lượng từ 3 cái trở lên thì giá sẽ là 10.000 một cái. Dao cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một dao này, kèm theo cho các bác là một lưỡi này, một dao có sẵn lưỡi bên trong luôn. Bên ngoài thì bằng cao su mềm chống trơn trượt rất là tốt và bên trong thì nó sẽ là bằng nhựa cứng nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k cho một chiếc, còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá của nó sẽ là 10k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đây, một cái gọi là đuôi lò xo nhá. Đuôi lò xo như này, giá thì chỉ có 60.000 một chiếc này thôi. Đấy, lên mã cho em là đuôi lò xo, giá của nó sẽ là 60k. Khá là tiện dụng luôn các bạn. Đấy, con này có cả kẹp như này luôn, các bác có thể xoáy bóng và sử dụng này. Ngoài ra thì nó sẽ có cả công tắc đóng ngắt như này luôn. Đấy, đuôi lò xo nhá, xoáy bóng vào có cả công tắc đóng ngắt luôn, khá là tiện dụng nhá. Có thể ngoắt nghéo như này, có kẹp này,
rồi ngắt nghéo này, có cả công tắc đóng ngắt này, dây dài khoảng trên 1 mét nhé, và giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo nhé, giá bên shop đang gửi tới bác một cái đuôi lò xo như này, giá chỉ có 60k thôi các bạn, giá 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bọc cỗ nhá. Đấy, một túi như này thì sẽ khoảng 100 chiếc và giá là 25k. Các bác lên cho em là bọc cỗ nhá, bọc cỗ giá của nó sẽ là 25k cho một bịch bọc cỗ như này, 25.000. Đấy, con này thì nó sẽ là thuộc một cái dạng túi bóng như này, các bác có thể để bọc thực phẩm này, đồ ăn thức uống bọc ở đây rất là ok nhá. Đấy, nó có dây chun, độ giãn rất là cao, độ giãn này của nó khá là cao luôn, cho các bác dùng để bọc thực phẩm này, đồ ăn thức uống, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bọc cỗ đây, một cái bịch bọc cỗ như này bao gồm cho các bác là khoảng 100 cái, các bác treo lên bếp mình dùng dần. Đấy, treo lên bếp hoặc cạnh tủ lạnh mình dùng dần luôn để bọc thực phẩm, bọc đồ ăn thức uống khá là ok nhá. Giá thì sẽ là 25k cho một con bọc cỗ như này, 25.000 cho một cái bọc cỗ như này, giá khá là tốt cho các bác luôn. Đấy, thì các bác có thể mua về để mình dùng dần. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột các nhá, chai xịt chuột đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn, hàng made in Japan đây các bác này. Đó, hàng made in Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35k nhá. Qua lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn, giá sẽ là 35k. Đó. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Xịt đuổi chuột này, đó. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn luôn, đó. Vĩnh viễn nhá, giá của nó sẽ là 35k. Dòng này của nó thì nó sẽ là thuộc các cái dòng các cái hợp chất sinh học như là quế này, rồi xả này, rồi một số các cái hương liệu khác, thì con chuột nó sẽ dị ứng với cái mùi hương này và nó sẽ bay đi nhá. Đấy, nó sẽ bỏ đi thôi. Đấy, giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan này, đó. Có địa chỉ đàng hoàng các nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 35k thôi. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn, giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một cái lọ xịt đuổi chuột vĩnh viễn này. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô da bò, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì khá là tốt nhá. Đó. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Vẫn chương trình quay số trúng thưởng nhá. Các bác cứ bình luận trên video. Đấy. Tối đa là được 10 bình luận và chia sẻ video là các bác sẽ có quà thôi nhá. Cứ bình luận 10 video. Một video các bác có thể bình luận 10 lần. Đấy, và kết quả sẽ được mở thưởng theo kết quả sổ số miền Bắc, tức là hai số cuối của kết quả sổ số miền Bắc. Các bác dự đoán trúng kết quả sổ số là sẽ được có quà nhá. Mọi nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi vuông các bác nhá. Các bác lên cho em là túi vuông. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ chất lượng như này cho các bác này. Đấy. Đây. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó khá là hợp lý luôn. Chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò nhá, bằng da bò tự nhiên. Bằng da bò tự nhiên. Và giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Đây, một con túi như này các bác này. Ở đây thì các bác có thể là mở ra này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là quai đeo luôn. Và cái quai đeo này của nó cũng được máy da bò hết nhá. Cái quai đeo này của nó cũng máy da bò hết luôn các bác nhá. Máy da bò hết luôn. Và khá là đẹp các bác này. Tất cả quai khuy đều là được bằng làm bằng đồng hết nhá. 100% bằng đồng thau hết, rất là đẹp luôn nhá. Quai khuy khóa đều bằng đồng thau hết, khá là đẹp luôn các bác này. Đấy. Kích thước của nó thì chiều cao của nó thì nó vào khoảng 25cm và chiều rộng khoảng 20cm. Đấy, và khá là nhiều ngăn nhá. Bên trong của nó thì nó sẽ có hai ngăn phụ này, một ngăn có khóa, bên trong thì hai ngăn phụ, một ngăn có khóa này. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ có các ngăn như này. Đấy, các ngăn như này để các bác sử dụng nhá. Đấy, đây, rất là nhiều ngăn các bác nhá. Rất là nhiều ngăn luôn, bên hông cũng có ngăn luôn các bác nhá. Bên hông cũng có ngăn luôn. Đó. Một con túi da bò như này khá là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 180k cho một con túi vuông như này. Các bác lên xem là túi vuông, giá sẽ là 180.000. Đây em sẽ đeo thử cho các bác xem này. Rất là chất luôn. Con đời đi du lịch các thứ hoặc là đi học đi làm thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác đựng điện thoại này, rồi máy tính, rồi iPad. iPad là ok nhá. Đấy, iPad thôi chứ còn máy tính cũng vừa nhá. Đó. Có các ngăn như này. Được thiết kế rất là ngon luôn. Chất liệu 100% bằng da bò, dây khóa bằng đồng hết các bác. Đây. Đeo vào rất là ngon lành luôn. Cái quy này thì các bác có thể nâng lên, đục xuống tùy theo. Đấy. Các bác có thể đeo sang bên hông như này, đeo ra sau như này, hoặc đeo về đằng trước như này, khá là ok nhá. Để mình đựng đồ linh tinh này. Đấy. Máy tính rồi điện thoại rồi tiền nong các thứ, hoặc các bác đi chơi đi du lịch có một con túi này mang theo để đựng chai nước, chai điếc các thứ nhá, rất là ok luôn và khá là nhiều ngăn như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu túi hông như này nhá.
túi hông này thì giá nó mềm hơn một chút. Túi hông này thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu màu xám nhé, màu đen và màu xám này. Đấy, nó sẽ có hai màu như này, màu đen và màu xám này. Thì theo các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đó, khá là đẹp luôn. Đây, thì con túi hông này thì nó cũng các bác dùng để mình đựng tiền nong các kiểu cũng rất là ok. Và nó có cái đai như này, các bác chỉ cần kéo thắt vào là xong. Đấy, để cho nó vừa với cái cổ bụng như mình nhá. Đấy, cái đai này của nó thì khá là to luôn, hầu như vừa hết với các cái cổ bụng nhá, kể cả các bác bụng bụng 1 mét mấy cũng ok hết luôn. Ở đây thì nó sẽ có các bác là một ngăn như này, một ngăn như này. Đấy, tiếp theo là đến một cái ngăn này, một ngăn này các bác nhá. Đó, và nó sẽ có một cái ngăn bé này nữa này, một ngăn bé này. Đấy, đây đây, và các cái ngăn này nữa này. Đấy, nói chung là khá là nhiều ngăn các bác luôn, khá là nhiều ngăn các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Con túi vuông này thì sẽ là 180.000 này, còn con túi hông này thì giá của nó sẽ là 130k nhé, 130.000 thôi. Lên cho em là túi hông nhé, túi hông sẽ là 130.000, còn con túi vuông này thì sẽ là 180.000, 180.000 nhé, 130 với 180 thôi nhé. Đó, còn chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên hết. Đây, đeo và khá là đẹp luôn nhé. Đấy, của nó là sẽ là bằng da bò tự nhiên. Thì các bác lên cho em là các bác lên cho em là túi vuông nhá, kích thước của nó thì khoảng là 20-25. Đấy, giá thì sẽ là 180k. Lên cho em là túi vuông này. Đó, túi vuông nhá. Đó, túi vuông. Giá sẽ là cái gì đấy? Giá sẽ là 180k cho cái túi vuông như này nhá, 180k nhá. Đấy, túi vuông sẽ là 180k. Đó, còn là túi hông nhá, túi hông, túi đeo hông thì sẽ là 130k nhá, 130k cho con túi đeo hông như này. Đó, 130.000 cho con túi đeo hông như này. Bác nào lấy combo hai túi như này thì bên em sẽ tính cho bác là 300.000 và bác ship nhá. Đấy, thì đây, đây sẽ là con túi hông này. Đấy, con này nó sẽ đeo vào hông, cho nên nó gọi nó là túi hông nhá, gọi nó là túi hông các bạn. Thì con túi hông này sẽ có hai màu, màu xám và màu đen. Đấy, có hai màu, màu xám và màu đen như này các bạn này. Đấy, hai màu, màu xám và màu đen nhá. Thì màu này là màu xám này. Đấy, màu này là màu xám này và màu này là màu đen này. Đấy. Còn con túi túi vuông thì nó chỉ có một màu xám như này thôi nhá, một màu xám như này các bác nhá. Đó. Đây, con này thì chất liệu của nó là 100% là da tự nhiên luôn, cho nên là đây em lấy cái khóa này em cào vào nó cũng không vấn đề gì các bác. Đây. Đấy, cào này. Các bác nhá. Cào rất là mạnh tay luôn. Đấy, không vấn đề gì luôn các bác nhá. Đấy, cào vào nó chỉ có lì đi thôi, không có vấn đề gì nhá. Đó. Chất liệu 100% da bò tự nhiên, khuy đồng như này. Khá là chất lượng cho các bác luôn. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ nhá. Lên mã giúp cho em là túi vuông là sẽ là 180.000 và túi hông thì sẽ là 130.000. Đây, túi hông đây, túi vuông thì một màu và túi hông thì có hai màu. Và qua lấy combo ấy, combo hai túi như này giá sẽ là 300k và bao ship nhé. Đó, 300.000 và bao ship cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái thắt lưng và cái ví da bò của Mỹ nhé, thắt lưng và ví da bò của Mỹ. Đấy, thì nó sẽ là dòng thắt lưng cao cấp như này con này, dòng thắt lưng cao cấp như này. Đấy, thắt lưng cao cấp như này. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Có hai màu, màu đen và màu nâu các bác nhá. Đó. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu các bác nhá. Đấy. Có hai màu, màu đen và màu nâu các bác nhá, màu đen và màu nâu. Đấy đây các bác nhá. Hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác nhá. Màu đen và màu nâu như này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là từ 1m2 đến 1m3, 1m2, 1m3. Thi thoảng có cái 1m4 thôi nhá. Đấy. Nhưng mà chủ yếu là 1m2, 1m3. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên các này. Đấy. Da bò tự nhiên các nhá, da bò tự nhiên. Hàng siêu mềm luôn các bác, dù có xoắn vặn như nào thì nó cũng quay trở lại vị trí ban đầu nhá. Quay về vị trí ban đầu. Đấy. Và con này thì khi mà các bác da bò thật thì là khi các bác vuốt ngược lên là nó sẽ sần như này và vuốt xuôi lại là nó sẽ mượt như này nhá. Đó, đây vào này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, thắt lưng da bò sẽ là 190.000 cho con thắt lưng da bò như này nhá. Đấy, thắt lưng da bò 190.000. Đấy, ngoài ra thì bên shop có cái ví da bò đây, ví da bò thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu như này. Đó, giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 120k, 120.000 nhá. Đấy, hai màu, màu đen và màu nâu như này. Hàng đều là hàng của Mỹ hết nhá. Made in USA này. Đấy, made in USA đây.
đây coi nhá, đó đây, made in USA nhá, hàng của Mỹ, chữ dập chìm như này luôn, made in USA, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Đây các bác có thể vặn này, đây vặn xoắn các kiểu được luôn, nhưng nó vẫn về vị trí ban đầu nhá, và ví rất là mỏng luôn, và khi mà ví mỏng như này thì mình dùng nó rất là đã, không bị cộm túi nhá. Các bác có bỏ giấy tờ thứ vào này, chất liệu da bò của nó này, đấy 100% là da bò tự nhiên nhá, dùng nó rất là đã luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con ví da bò như này giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho con ví da bò này nhá. Và con thắt lưng thì nó cũng có màu màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu như này nhá. Đó, thì các bác lên xem là thắt lưng da bò đen hoặc nâu. Thì nếu các bác lấy combo một thắt lưng một ví như này thì giá của nó sẽ là 300.000 và bao ship nhá. 300k và bao ship, thì combo hai món như này sẽ là 300.000 và bao ship. Cũng giống như là một cái túi và một cái túi vuông và một cái ví da nhá. À, túi vuông và túi chéo nhá. Thì cái này cũng vậy thôi. Các bác lấy một thắt lưng và một ví da bò thì sẽ là 300k và bao ship nhá. 300.000 và bao ship. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái pin 18650 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là pin 16850. Đấy, pin này thì giá của nó sẽ là 30k. Đấy. Pin này 18650 giá của nó sẽ là 30k cho một viên như này nhá. 30.000 cho một viên như này. Pin này của nó thì nó sẽ là dòng pin hãng các bác nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin hãng các bác, dòng pin hãng như này. 18650 6800 mAh. Pin của hãng nhá. 3,7V và nó là pin li-ion nhá, pin li-ion 3,7V. Dùng thì cực kỳ là đã luôn nhá, dùng cực kỳ là đã luôn. Đó. Và pin của hãng như này nhá, giá thì sẽ là 30k. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái đốc sạc đây. Thì các bác có thể mua kèm cái đốc sạc như này. Đấy. Đốc sạc này thì bên shop bán cho các bác cái giá đó là 80.000 cho cái đốc sạc như này nhá. Đấy. 80.000 cho cái đốc sạc như này. Đấy, sạc được 4 viên một lúc. Lên cho em là đốc sạc đen nhá. Đốc sạc đen giá sẽ là 80k. Đó. Đốc sạc đen này. Đốc sạc đen giá của nó sẽ là 80k cho cái đốc sạc đen như này nhá. Đốc sạc đen. Đấy, đốc sạc đen. Và sạc pin 16850 nhá. Sạc pin 18650 giá của nó sẽ là 80k cho cái đốc sạc như này. Còn pin thì sẽ là 30.000 quả nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái đốc sạc pin đồng hồ như này. Đây. Đây là cái đốc sạc và đây là cái pin đồng hồ nhá. Đốc sạc pin đồng hồ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái đốc sạc pin đồng hồ như này. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Đấy, đây các bác chỉ cần đẩy như này là cho cái pin vào nhá. Đấy, cái này của nó khá là chắc luôn. Đấy. Các bác đẩy cái này cho em. Đấy, đẩy cái này xuống. Đấy. Sau đó thì mình lắp pin vào nhá. Đấy, lắp pin vào đây để mình sạc này. Đấy, cái này của nó khá là chắc luôn nhá. Đấy. Chắc cái này thì khi mà mình sạc thì nó sẽ kết nối pin rất là tốt luôn. Đó. Thì lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đốc sạc pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là đốc sạc pin đồng hồ này. Giá của nó sẽ là 65k. Đấy. Đốc sạc pin đồng hồ. Đốc sạc này. Pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k thì bao gồm cả đốc cả pin luôn. Cái này thì nó sẽ là combo như này, cả đốc cả pin như này. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Cái này thì giá của nó khá là tốt cho các bác luôn. Combo cả đốc cả pin, giá sẽ là 65k nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay đơn shop về cho các bác một ít cái móc khóa da như này, móc khóa da bò như này nhá. Đấy. Thì nó chỉ có như này thôi. Về nhà các bác treo vào cái chìa khóa nhà mình để nó dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy. Và cái này của nó cũng là bằng da tự nhiên, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop bán 10.000 một chiếc nhá. Bác nào mua 5 thì sẽ được tặng 1. Đấy. Lên mã giúp cho em là móc khóa da bò đi. Móc khóa da bò. Đấy. 10.000 một chiếc. Cái này thì mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Đấy. Mua 5 tặng 1. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy. Lên cho em là móc khóa da bò nhá. Móc khóa da bò như này. Đấy. 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc móc khóa da bò như này. Và mua 5 thì sẽ được tặng 1 các bác nhá. Mua 5 thì sẽ được tặng 1. Rồi. Ok. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi chậu rửa nhá. Thì bên shop có mấy mẫu như này. Đấy, đầu tiên là lên cho bác cái mẫu này là mẫu cái vòi tròn này là bao nhiêu nhỉ? Vòi tròn ấy. Hả? Các bác lên cho em là vòi vòi tròn nhá. Đấy, vòi tròn. Đấy. Lên cho em là vòi tròn này. Vòi tròn giá của nó sẽ là 330k nhá. 330k cho cái vòi tròn như này. Giá của nó sẽ là 330.000.
Con này thì nó chuyên dùng cho chậu rửa có nhá, chuyên dùng cho chậu rửa mặt có này. Đấy, chậu rửa mặt khá là ok luôn. Ở đây thì nó sẽ tặng kèm các bác một cái đôi dây nóng lạnh như này. Đấy, con này thì sẽ có hai đường nước nóng lạnh luôn. Và ở đây thì nó sẽ là một cái vòi chậu rửa như này, hàng của Nhật các bác này, Osaka Japan nhá, Osaka Japan như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, các phần kết nối của nó này bằng đồng hết này, đồng đỏ au hết này, các phần kết nối này. Đấy. Các cái phần kết nối bằng đồng đỏ au như này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 và bao ship nhá. Con này mà các bác ra cửa hàng mua nhá, nó sẽ bán cho các bác khoảng 600.000 nhá, khoảng 600.000 cho một cái vòi như này. Nhưng mà hôm nay thì bên shop về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, hàng của Nhật, Osaka Japan này các bác nhá. Sáng bóng soi gương được luôn các bác này. Đó, qua theo soi gương được luôn. Giá sẽ là 330.000, lên cho là vòi tròn nhá, vòi tròn 330.000. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu vòi nó tương tự nhưng mà nó là vòi vuông nhá. Giá của nó sẽ là 350.000. Đó, lên trên là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông, giá của nó sẽ là 350.000. Vòi vuông này, đó. Vòi vuông, giá sẽ là 350k nhá. 350k với cái con vòi vuông như này. Con này thì cũng chất liệu của nó thì là bằng inox M, inox 304M nhá. Cũng là hàng của Nhật đây. Đấy, inox 304M, hàng thương hiệu Osaka Japan. Con này thì nó sẽ là dòng đúc liền như này, đúc liền khối như này các bác nhé. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là dây nguồn này, rồi các cái đầu kết nối các bác này, giòn giết các thứ đàng hoàng. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng thuộc dạng hàng đúc liền như này và nó là bằng inox M nhá, inox M khá là đẹp luôn, đó, khá là đẹp luôn các bác nhé, rất là chắc chắn và đẹp này. Giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000, lên cho em là vòi vuông nhá, vòi vuông, giá sẽ là 350.000 đó. Con này thì cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn, lên mã cho em là vòi vuông 350.000, có vòi tròn, có vòi vuông nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Vòi tay đen này. Đấy. Con vòi tay đen này thì giá của nó sẽ là 330. Hả? Có lên cho em là vòi tay đen nhá. Đấy. Vòi tay đen, giá sẽ là 330.000 và bao ship nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Vòi tay đen này, tay nó là màu đen, vòi tay đen 330k và bao ship nhá. Đấy. Một con vòi chậu rửa chất lượng như này có thể ngoắt nghéo được nặng khoảng 1 kg. Giá chỉ có 330.000 thôi. Đấy. Đẹp chưa các bác ơi? Đấy, quá đẹp luôn các nhá. Đấy, các bác đố các bác đi đâu mà mua được một con vòi chất lượng mà đẹp như này mà giá thì cực kỳ là tốt nhá, chỉ có 330.000 thôi. Đấy. Con này thì có điều chỉnh nước hoa sen và điều chỉnh nước thường này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo rồi đảo chiều xoay vòng tròn được hết nhá. Cái tay nó màu đen như này, hàng của cũng của thương hiệu Osaka Japan nhá, Osaka Japan con này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi tay đen như này, giá sẽ là 330.000 nhá. Có tặng kèm cho các bác một cặp dây cấp nước này, nóng lạnh đàng hoàng nhá. Đấy, dây nóng lạnh đàng hoàng. Đây, cái phần củ này kết nối của nó 100% là bằng đồng thau hết nhá, bằng đồng thau hết đây. Lên cho em là vòi tay đen nhá. Con này thì các bác dùng để lắp chậu rửa rất là ok luôn. Con này mà các bác ra cửa hàng mua nó phải bán cho các bác khoảng là 700.000 nhá, khoảng 700.000 trong con vòi như này. Dòng ngoắt nghéo như này và rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể đưa đi đảo lại để đưa vào các vị trí khá là ok nhá. Đó, đây, rất là ngon lành luôn. Đấy, khóa của nó cực kỳ là mượt mà nhá. Lên cho em là vòi tay đen. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi tay đen như này, giá chỉ có 330.000 thôi. Giá khá là rẻ cho các bác luôn. Lên cho em là vòi tay đen, giá sẽ là 330k nhé. Con này thì nói chung là rất là tuyệt vời rồi, để các bác lắp và chậu rửa nhé. Đấy, lên cho em là vòi tay đen, giá sẽ là 330.000. Hàng cực kỳ chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhé. Nay bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp kia. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chương trình vui chơi trúng thưởng thì vẫn diễn ra như thường lệ nhé. Các bác chỉ cần bình luận video. Một video các bác có thể bình luận tối đa là 10 lần và các cái lần bình luận đấy có một số trùng với kết quả số miền Bắc. Các bác sẽ được nhận quà, phần quà trị giá 150.000 các bác nhá. Đấy. Shop sẽ gửi tới tận tay cho các bác hoàn toàn là miễn phí luôn. Em sẽ đi vào chi tiết luôn.
các bác có thể bình luận tối đa là 10 lần. Và các cái lần bình luận này là có một kết quả trùng với kết quả xổ số miền Bắc là các bác sẽ được nhận quà. Đây để đây. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái móc dán tường các nhá. Con này bên shop đang bán là 15k một chiếc. Đấy, ưu tiên cho bác nào lấy từ 3 chiếc trở lên thì giá của nó sẽ là 10k, còn bán lẻ nhá. Đấy, bán lẻ thì sẽ là 15k này. Bán lẻ sẽ là 15k trên một cái nhá, 15k trên một cái. Còn bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì sẽ là bằng 30k nhá. 3 cái là bằng 30k, tức là 3 cái thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá tốt là 10.000 một chiếc, còn lại mua lẻ thì vẫn là 15.000 một chiếc các bác nhá. Mua lẻ thì vẫn là 15.000 một cái như này. Cái này thì cái độ dính của nó cực kỳ là tốt luôn các bác, có thể treo được 20-30 cân là bình thường. 20-30 cân là bình thường các bác nhá. Đấy, tại vì là cái độ bám dính của nó khá là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có một cái lớp màng như này. Về nhà thì các bác có thể dán lên cửa gỗ, cửa kính hoặc là dán lên gạch men thì miếc đều ok hết nhá. Các bác bóc cho em cái lớp dính như ra này. Đấy, cái màng này của nó rất là dính luôn. Thì em không có móng tay không tìm được đây. Đấy các bác này. Cái màng này của nó khá là dính luôn nhá. Đấy thì về nhà các bác dán lên các cái phần như trên là khá là ok luôn. Giá thì sẽ là 15k cho một chiếc và mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. 3 cái là 30.000. Đây có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, rất là tiện luôn này. Đây. Đấy, về nhà các bác bóc cái lớp màng này ra này. Sau đó thì mình sẽ dán lên tường này. Đấy. Các bác có thể treo đồ đoàn này, dao kéo này. Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tiện luôn. Đấy. Nó chịu tải rất là tốt nhá. Nước cho vào thoải mái luôn. Đây các bác này. Chỉ cần bóc ra, dán lên tường là xong. Rất là tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Khá là tuyệt vời nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc và nếu bác lấy lẻ thì sẽ là lấy số lượng từ 3 cái trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Hàng của thương hiệu đây, hàng của thương hiệu Tamasaki, hàng thương hiệu Tamasaki, hàng nội địa của Nhật các bác nhá. Đấy, hàng thương hiệu Tamasaki, hàng nội địa của Nhật đây. Lên mã cho em là mài dao ba khe nhá, mài dao ba khe đỏ. Mài dao ba khe đỏ, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Mài dao ba khe đỏ này. Mài dao ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 thì con mài dao ba khe đỏ như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn và mài bén nhá. Đấy, sẽ có ba cái đường mài như này. Mài thô, mài mịn và mài bén. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Tamasaki các bác nhá. Đấy, các bác cầm dao kéo đi kéo lại như này chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mài dao như này, giá của nó chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Giá sẽ là 130.000, 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên này bên shop tiếp tục về cho các bác cái con dao đây. Đấy thì nó sẽ là một cái con dao rất là chất lượng cho các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là con này của nó sẽ là dao, con này sẽ là dao 9 cm các bác nhá, dao 9 cm. Đấy, cái phần lưỡi này của nó thì nó dài 9 cm mà. Đấy, cho nên các bác lên cho em là dao 9 cm, hàng thân đặc hết nhá. Đấy, đặc cầm cực kỳ chắc và đầm tay luôn, và dao khá là bén nhá, dao khá là bén luôn. Thì lên mã giúp cho em là dao 9 cm, hàng của thương hiệu Hit các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Hit của Nhật cực kỳ là nổi tiếng luôn, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là dao 9 cm, bỏ thêm cái giấy này. Dao 9 cm. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho một con dao 9 cm như này. Đó. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Giá thì sẽ là 60k. Lên cho em là dao 9 cm nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dao 9 cm, giá sẽ là 60k cho một con dao 9 cm như này. 60.000 các bác nhá. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn, dao 9 cm này. Dao 9 cm nhá. Dao 9 cm. Giá của nó sẽ là 60k nhé. 60k cho một con dao 9 cm như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là một số cái đồ cơ khí cho các bác nhé. Đầu tiên em lên cho bác cái con máy bơm hơi nhé. Đấy, một con máy bơm hơi cực kỳ là chất lượng như này các bác. Đấy. Con này thì nó sẽ có cái lực bơm tối đa là được 10kg nhé. Đấy, tối đa của nó sẽ là bơm được 10 cân. Máy bơm thì cực kỳ là khỏe và chất lượng cho các bác nhé. Đó. Nó sẽ có lô là sản xuất ở Trung Quốc và lô sản xuất ở Đài Loan. Đấy, lô sản xuất Trung Quốc, lô thì sản xuất Đài Loan nhé. Đây, đấy. Made in Taiwan con này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Đài Loan. Dây của nó đây con này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng dây như này con này, dây như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Thì em sẽ cắm điện test cho các bác xem nhá. Đấy, cắm điện test cho các bác xem luôn đây. Đấy, các bác cắm điện cho em này. Ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, bật lên nhá. Đấy.
Đây nó sẽ có các bác một cái đồng hồ này. Đấy, trọng lượng tối đa của nó sẽ là 10 cân nhé, 10 cân. Và có cái nút để các bác điều chỉnh. Đây nó có cái nút để cho các bác điều chỉnh lượng hơi này, lượng cấp hơi nhiều ít này. Đấy, công tắc đây. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nhìn kỹ cái đồng hồ này, bây giờ em sẽ ép hơi cho các bác xem cái đồng hồ nó sẽ lên hơi này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó lên cân này. Đấy, em ép tay như này là nó sẽ được khoảng 5-6 cân này. Thì tùy theo nhé, đấy, đồng hồ chạy nhé. Một con bơm hơi rất là ngon luôn. Các bác dùng để mình bơm xe, đạp xe máy, ô tô, bơm phao, bơm bóng. Nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 480.000, 480k nhé. Các bác lên mã giúp cho em là bơm hơi nhé. Đấy, lên cho em là, bên cho em là bơm, cái này là bơm điện. Lên cho em là máy bơm điện nhé. Lên cho em là máy bơm điện nhá. Đó, máy bơm điện này, đó. Máy bơm điện, giá thì con này nó sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Giá thì sẽ là 480k nhá, 480k. Đấy, 480k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. 480k bao ship tận nhà, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt ống nước nhá. Thì bên em có dòng kéo cắt ống 42 trở về và ống 63 trở về. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về nhé. Hàng nội địa của Nhật đây, Kabushi này. Đó, Kabushi Japan nhé. Chữ nó khắc chìm trực tiếp trên thân này luôn này. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết các bác nhé. Đó, Kabushi Japan này. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về. Có lên cho em là kéo ống 42, giá của nó sẽ là 110k nhé. 110k cho con kéo ống 42 như này. Kéo ống 42 nhé. Còn bên em có cái con này, nó là con to. Con này thì cắt được từ ống 63 trở về nhé. Đây, cắt được từ ống 63 trở về. Đấy, rất là to luôn. Hàng này thì nó lại là hàng của thương hiệu Asahi nhé, cũng là Asahi Japan, hàng nội địa của Nhật luôn. Còn con kia thì của Kabushi, nói chung là cũng đều là hàng của Nhật hết nhé. Đấy, thì con này cắt được ống 63 trở về nhá, ống 63 trở về, giá thì sẽ là 240 cành và bao ship các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 240k và bao ship cho bác luôn. Đấy. Đấy, cắt rất là ngon quá này. Đấy. Con này thì nó sẽ cắt được từ ống 63 trở về nhá, tức là ống to. Đấy, 63 trở về, còn con kia thì nó chỉ cắt được từ ống 42 thôi. Đấy, thì con này các bác nào làm thợ làm nghề thì hãy mua con to này, hoặc là nhà có nào hay dùng đến cái những cái dòng ống nước to này thì mua con to, còn lại là các bác có thể mua con bé để mình sử dụng, cũng rất là tiện làm thợ làm nghề hoặc là chế cháo các thứ linh tinh. Đấy, thì các bác lên cho em là kéo cắt ống 46, ống 63 nhá, giá của nó sẽ là 240k nhá, 240k và bao ship. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô búa đinh này. Búa đinh hàng nội địa của Nhật. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh, thanh lý, chưa qua sử dụng nhé. Hàng của thương hiệu Asahi thì nó sẽ có hai mẫu. Đấy, mẫu to và mẫu nhỏ thì bên shop sẽ lên mã cho bác là A1 và A2 nhé. Đấy, thì con nhỏ này là A1 này, giá của nó sẽ là 85k nhé. Lên cho em là A1 này, giá của nó sẽ là 85k cho con mẫu A1 như này. Con này thì nó nặng khoảng 3-4 lạng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 25cm. Đấy, còn con A2 này thì sẽ là 135.000. A2 135k. Con này thì nó sẽ nặng khoảng là 135k. Con này thì nó sẽ là nặng khoảng 6-7 lạng. Chiều dài của nó là 30cm. Đều là búa đóng nhổ đinh nhá. Đóng nhổ đinh rất là ngon luôn. Đó, có thấy không? Đều là dòng búa đóng nhổ đinh hết, rất là ngon. Và giá thì khá là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy, nó sẽ có hai dòng A1 và A2 như này. Đó, A1 thì nặng khoảng 3-4 lạng, giá sẽ là 85.000. 85.000 cho con búa A1 như này không nhá. Còn con A2 thì dài khoảng 30cm, nặng khoảng 5-6-7 lạng, giá sẽ là 135k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái dán thải độc chân nhé. Một hộp như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 cái túi như này, 50 cái túi như này và 50 miếng dán nhé. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhé, dán thải độc chân, giá thì sẽ là 45.000. Dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 45k cho một 45k cho một hộp 50 gói như này, thì tính ra và chưa đến 1.000 cho một gói nhá. Ở đây thì các bác sẽ về bóc qua cho em này. Đấy, bóc qua cho em thì nó sẽ các bác lấy cái miếng dán này ra này. Đấy, lấy cái miếng dán này ra. Đấy, lấy cái miếng dán này ra này. Đấy, thì sau khi lấy cái miếng dán này ra thì các bác sẽ lấy cái gói thuốc này. Cái này nó sẽ là dòng thuốc nam của Nhật các bác nhá, thuốc nam của Nhật. Nó rất là tiện ích. Thì về các bác lấy cái thuốc này ra, sau đó thì mình bóc ra này. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là hai gói thuốc như này, tổng có 50 gói nhé. Đấy, 50 gói. Sau đó thì các bác bóc cái miếng dán này ra. Bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy.
Đây các bác bóc cho cái miếng dán này ra. Đó, bóc cái miếng dán này ra. Sau đó thì các bác sẽ đặt cái gói thuốc này vào. Thì cái mặt có chữ này các bác đặt vào cái phần dán này nhá, để cái mặt không có chữ này lộ ra. Sau đó thì các bác sẽ gắn dán trực tiếp vào cái gan bàn chân như này. Đây, dán trực tiếp vào những cái gan bàn chân như này các bác. Đấy, dán vào đây. Sau đó thì các bác để như này mình đi ngủ nhá. Để này dán qua đêm mình đi ngủ. Thế là khi mà mồ hôi nó ra và cái thuốc này nó thẩm thấu vào gan bàn chân, nó sẽ thấm hút hết các cái chất độc ở trong gan bàn chân ra các nhá. Rất là tốt luôn. Đó, thì lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Giá sẽ là 45.000 trong hộp như này. Hàng nội địa của Nhật đấy, cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Từ các loại thảo mộc quý nhá. Một hộp này của nó thì sẽ được 50 miếng, tức là các bác nếu mà dán hai chân là mình sẽ được là đi 25 lần đấy các bác nhá. Đấy, nôm na nó là như thế. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Giá sẽ là 50k trong hộp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái sáp ô tô thôi nhá. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi và giá thì nó cũng rất là tốt cho bác thôi. Một hộp này sẽ là 40.000 cho một hộp sáp ô tô như này nhá. 40k cho một sáp ô tô như này. Mỗi hộp sẽ là một cái mỗi màu thì sẽ là một cái mùi hương khác nhau và rất là thơm luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bóc cái nắp này ra này. Đấy, nó sẽ là đựng trong một cái lon như này nhá. Rất là thơm, mùi thơm của nó thì rất là lâu luôn. Các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, về nhà thì các bác bóc cái niêm phong ra cho em, sau đó thì mình lại đậy cái nắp này vào cho côn trùng nó khỏi vào. Đấy, lên cho em là sáp ô tô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá đó, cầm lên cái sáp kia luôn. Bên shop đang bán cho các bác với cái giá đó là 40k. Đấy, lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40.000. Đó, sáp ô tô này, sáp ô tô nhá. Đó, lên cho em là sáp ô tô, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp sáp ô tô này. Dòng này của nó thì nó thơm khá là lâu nhá. Thơm khá lâu, một lọ này của nó phải thơm được từ 3 đến 5 tháng nhá. 3 đến 5 tháng. Thoải mái các bác để trong phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Ngoài ra thì bên shop sẽ có một cái dòng sáp khác. Đó là các bác lên cho em là cái này thì em chỉ lên nó là sáp thơm thôi nhá. Các bác lên cho em là sáp thơm này. Đó, sáp thơm này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k trên một lọ như này. Cái này thì các bác cũng bóc ra, xong bóc cái niêm phong này ra các bác để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng đều ok hết. Cái này thì nó cũng rất là thơm nhưng mà cái thời gian thơm của nó thì nó sẽ không được lâu như là cái sáp ô tô này. Đấy, sáp ô tô này thì thời gian nó thơm lâu hơn tại vì nó nhiều hơn và nó chiết xuất từ nhiều cái hương liệu, nó đắt tiền hơn. Đấy, còn cái này thì nó sẽ thơm ít hơn thì giá nó sẽ mềm mại hơn, chỉ 20k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba thớt này các bác này. Đấy, bộ ba thớt đây thì nó sẽ là các bác lên cho em là bộ ba thớt nhá. Đấy, bộ ba thớt kháng khuẩn này. Bộ ba thớt kháng khuẩn thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là combo 3 chiếc thớt như này. Đấy, combo cho các bác 3 chiếc thớt khá là đẹp luôn nhá và giá thì cũng rất là mềm mại cho các bác luôn. Đấy, combo 3 chiếc ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 chiếc như này, 3 chiếc như này nhá. Con to nhất của nó thì nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 35x25. Đây, con này thì đường kính là 35x25 này, khá là to luôn. Đấy, lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy, tiếp theo thì con này của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 20 x 20. Con này thì 30x20. Đấy, còn con này thì 20x15 có nhá, 20x15. Các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dùng để mình dùng thức ăn chín, đồ ăn sống, đồ ăn chín, rồi nói chung là chế biến thực phẩm đều ok hết. Đấy, combo cho các bác ba cái thớt này luôn. Lên cho em là bộ ba thớt nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Đấy, bộ ba thớt kháng khuẩn này, bộ ba này, bộ ba thớt này, đó, ba cái thớt kháng khuẩn nhá. Đấy, bộ ba thớt kháng khuẩn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá. Đấy. Bộ ba thớt kháng khuẩn 5D này, giá chỉ có 60.000 thôi. Còn to nhất thì của nó là cũng là 35 cm, khá là to luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn F1 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đèn F1. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đấy, thì lên cho em là đèn F1, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là đèn F1 nhá. Đèn F1 con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 150k. Đặt này về cho bác giá chỉ còn 135k nhá. 135k cho con đèn F1 như này. 135.000, giá siêu tốt cho bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một tấm pin năng lượng mặt trời này, ốc tiếp các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Rất là sáng các bạn. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh này rất sáng luôn nhá, chói mắt luôn. Đó. Sáng mạnh này, đấy. Sáng vừa và sáng yếu này. Đấy.
Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hai cái giá đỡ như này để các bác bắt ốc vít này. Đấy, hai cái giá đỡ này bắt ốc vít này. Và sẽ có cho các bác là một cái điều khiển từ xa như này. Đây. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đấy, chế độ sáng 1 này. Sáng 1 này, sáng 2 này. Đấy, sáng 3 này. Đấy, sáng 3 là sáng nhất nhá. Đấy, 1 là vừa vừa này, 2 là sáng vừa này, 3 là sáng mạnh này. Đó. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn F1 nhá. Đèn F1 giá sẽ là 135k. Con này thì các bác có thể dùng để mình để chiếu sáng ở cái khu vực là lối đi này, hành lang này, rồi tất cả các khu vực nào mình cần lấy ánh sáng của nó cũng khá là sáng luôn. Và nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Đấy, dòng cảm biến, lúc nào các bác có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt. Đấy, nó cũng là một cái dòng cảm biến siêu tiện dụng luôn đó. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá là rất là hạt rẻ rồi, rất hạt rẻ cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em là tiền F1, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 135.000 thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật ra các cái mã hàng để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng các bác nhé. Đấy. Nhiều khi các bác cứ đặt cho nó vui xong đó thì các bác lại hủy đơn rồi đến các bác không nhận thế này thế nọ rồi kêu là bán chịu. Mua hàng trên mạng mà bán chịu thì thôi em cũng chịu các bác luôn các bác nhá. Đó. Đây kho nhà em đây, hàng thì ngập tràn kho luôn anh em nhá. Các bác cần cái mẫu mã gì thì các bác cứ liên hệ. Đó, tổng kho. Các số hotline bên em nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó, cái thuốc rút tự hãm nhá. Bên shop về lô này thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m này, 7m rưỡi và 10m. Đó là dòng thước rút tự hãm rất là tiện luôn. Rút ra nó sẽ tự hãm như này và các bác thả đầu thì nó vào đấy nhá. Rút ra nó tự hãm. Thả đầu nó vào đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m này, 7m rưỡi này và 10m nhá. Đấy. 7m rưỡi và 10m. Đó thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Bản của thước thì đều là 2 phân rưỡi nhá. Bản của thước đều là 2 phân rưỡi hết các bác nhá. Đấy. Bản của thước đều là 2 phân rưỡi hết. Đấy. Và đây của nó thì nó sẽ là rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra nó tự hãm này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm. Rất là tiện này để các bác sử dụng này. Đó. Rút ra nó tự hãm như này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Hàng nội địa của Nhật các bác nhá. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá thì bên shop sẽ bán cho các bác cái mức giá như sau. Đấy. Cái thước 5m. 5m thì sẽ là 40.000. 5m là sẽ là bằng 40k này. Đó. 7,5m thì nó sẽ là 50k nhá, bằng 50k. Và 10m thì nó sẽ là bằng 60k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, 5m là 40.000, 7,5m là 50k và 10m sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp kéo cắt tóc hàng của thương hiệu Kai nhá, cặp kéo cắt tóc hàng của Kai. Giá thì lô này hàng về cho bác giá rất là tốt luôn, một cặp kéo cắt tóc như này. Đó. Hàng thương hiệu Kai Japan nhá. Nó sẽ bao gồm cho bác là một con cắt và một con tỉa nhá, một con cắt và một con tỉa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cặp kéo cắt tóc như này giá chỉ có 150.000 thôi. 150k cho một cặp kéo cắt tóc như này nhá. Con này trước em đang bán là 190k, đợt này về cho bác giá chỉ còn 150.000 thôi. Các bác lên cho em là kéo tóc nhá, kéo tóc đang bán là 190k. Đó, đợt này về cho bác giá chỉ còn 150k nhá. 150k cho một cặp kéo tóc như này, 150.000 các bạn. Đấy, 150k cho một cặp kéo tóc như này. Hàng của thương hiệu Kai Japan các bạn, Kai Japan này. Đó, nó sẽ có bao gồm cho các bác là một con cắt và một con tỉa. Một con cắt, một con tỉa nhá. Con này thì để cắt này. Con này để tỉa này các bạn. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Cắt tỉa các bạn này. Đấy. Rất là ngon luôn. Các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đấy, mua về để mình làm thợ làm nghề hoặc là các bác sử dụng trong gia đình cắt tóc cho trẻ em, người già rất là ok. Đấy, một cặp kéo như này. Giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Giá khá là hợp lý cho bác luôn. Bên shop thì bán cái loại này thì khá là nhiều rồi. Và giá thì rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là cặp kéo cắt tóc của thương hiệu Kai nhá, cặp kéo cắt tóc Kai. Đấy, lên cho em là kéo tóc là được rồi. Giá sẽ là 150.000 cho một cặp kéo tóc như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô nước hoa nội địa của Nhật nhá. Đấy, nước hoa nội địa của Nhật đấy. Hàng này thì bên shop về số lượng và giá khá là tốt cho bác luôn. Dòng nó là dòng nước hoa nội địa và dòng này thì các bác dùng được hết nhá, nam nữ đều dùng được hết. Nó là dòng nước hoa
đa di năng. Đấy, cho nên là các bác dùng cho nam nữ đều dùng được hết nhá. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nguyên tem, nguyên đai, nguyên mác, nguyên kiện như này. Hàng đóng gói cũng đã khẳng định cái chất lượng của thương hiệu rồi có nhá. Đấy. Đấy, rất là chất lượng cho bác luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chai. Đấy. Các bác lên xem là bộ 3 nước hoa nhá, bộ 3 nước hoa Nhật. Đấy. Đây. Đấy, hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác như này các bác này. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Đây của nó, bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chai luôn nhá. Đấy. 3 chai như này, nguyên đai, nguyên kiện này các bác này. Đấy. 3 chai với 3 mùi hương khác nhau nhá. Dòng này thì nó sẽ là đa di năng, nam nữ đều dùng được hết các bác nhá. Đấy. Mỗi chai thì nó sẽ có một cái mùi hương khác nhau. Đó. Hàng đa di năng nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất là thơm luôn. Đấy. Lọ này thì dung tích của nó cũng vào khoảng là 30ml các bác nhá, 30ml thôi. Đấy. Nó dung tích vừa phải. Rất là thơm luôn, mùi thơm của nó là dịu nhẹ, dễ chịu. Và một lọ này, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 lọ. Đấy. Một hộp bao gồm cho các bác là 3 lọ nhá. Nước hoa hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Dung tích của nó thì sẽ là 30ml các bác. Đây, thông số của nó đây. Đấy, 30ml nhân với lại 3 chai này các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các bác lên cho em là bộ 3 nước hoa nhá. Bộ 3 nước hoa như này. Đấy, bao gồm cho các bác 3 chai với 3 mùi hương khác nhau. Đó, 3 chai với 3 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, lên cho em là bộ hộp 3 lọ nước hoa nhá. Đấy. Đây, bộ 3 nước hoa. Bộ 3 nước hoa này, đấy, bộ 3 nước hoa Nhật nhá. Bộ 3 nước hoa Nhật giá thì sẽ là nước hoa Nhật giá của nó sẽ là 150k nhá, 150k cho một cái hộp 3 lọ như này nhá, 150.000. Đấy. 150.000 cho một hộp 3 lọ như này con này. Đấy, 150.000 cho hộp 3 lọ như này. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là này bên shop tiếp tục về cho bác cái khay lên. Cái đá thông minh luôn nhá. Đấy, cái này gọi là đá vĩnh cửu. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ là cao cấp nhá. Đây các bác này. Đấy. Thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy thì về nhà khi các bác sử dụng thì các bác gắp ra như này chưa? Đó. Bình thường các bác cứ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh nhá, bỏ ngăn đá tủ lạnh. Đấy, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh, khi nào cần dùng thì mình sẽ gắp. Mình gắp ra mình sử dụng. Ừ. Đấy, mình dùng thì mình sẽ gắp ra nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lúc nào mình dùng thì mình gắp ra. Đó. Hàng thương hiệu Winling hai hình người đây. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên mã giúp cho em là đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu, giá sẽ là 80.000. Đó. Đá vĩnh cửu này. Đó. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm cho các bác là 6 viên. 6 viên nhá. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, đơn hàng trên 200.000 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Lên cho em là bộ nồi 5 món này. Đó. Bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá. 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đây. Thì nó sẽ là hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Con kích thước to nhất thì con to nhất này nó sẽ là 24cm nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy luôn các bác. Đấy. Đấy, nồi nào vung đấy. Dòng này thì nó không quá là dày đâu, nó chỉ vừa phải thôi các bác. Đấy, nó chỉ vừa phải thôi. Không quá dày các bác nhá, không quá dày và cũng bình thường. Không dày không mỏng, bình thường. Đó. Bộ này của nó sẽ là một cái nồi 5 món như này. Đấy. Thứ nhất con này đường kính là 24cm. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín này. Con này của nó thì kích thước của nó sẽ là 22cm nhé. 22cm này. Đó. Tiếp theo là đến một con này đường kính của nó sẽ là 20cm này. 20cm này. Đấy. Hàng cũng khá là ok luôn. Đó. Tiếp theo là đến một con đường kính là 18cm này. 18cm các bác nhá. Đấy. Và con này là con bé nhất này. Con này thì đường kính của nó sẽ là 10cm nhé. Sẽ là 16cm. Đấy thì nó sẽ là từ 16 đến 24. Từ 16 đến 24 nhá. Và các bác có thể trồng vào nhau khá là gọn luôn. Đây. Trồng vào nhau khá là gọn luôn nhá. Đây. Mình trồng vào nhau như này. Đấy. Trồng vào nhau như này khá là gọn luôn. Thì mình trồng vào sau đó thì mình sẽ đậy nắp vào nhá. Đấy. Đây. Đây là 5 cái nồi nó sẽ lọt vào như này. Sau đó thì nắp của cái nào các bác đậy vào cái nắp đấy. Đấy, nó sẽ trồng nắp vào nhau như này. Trồng nắp vào nhau như này. Đấy, nó rất là gọn luôn. Đấy, con này nó rất là tiện ích này. Đấy, các bác cất đi cũng rất là gọn, nó chỉ như một cái nồi như này thôi. Cất đi thì nó sẽ như một cái nồi như này. Còn bỏ ra thì nó sẽ là 5 cái nồi, rất là tiện dụng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em là bộ nồi 5 món nhé. Đấy, qua lên cho em là bộ nồi 5 món. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá chỉ có cho các bác là 140k thôi, 140.000 cái bộ nồi 5 món như này, 140k. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái giấy cuộn nhé. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái giấy cuộn như này thôi. Các bác lên cho em là giấy cuộn này. Đó, giấy cuộn nhá, giấy cuộn giá của nó sẽ là 25k cho một cuộn như này, 25k cho một cuộn như này nhá, khá là tiện ích luôn. Đây các bác này, đây thì đây em đã giả cho các bác xem này, đây nó sẽ là một cái cuộn giấy như này, về nhà các bác có thể dùng để mình lau dọn, đây lau vệ sinh này. Đấy, nó sẽ là dạng giấy như này nhá, giấy vải này, rất là dai luôn các bác này, rất là dai luôn. Đó, rất là dai, đây các bác này, đấy, giật mạnh thì nó mới đứt nhá. Đó, rất là dai luôn. Thì các bác có thể dùng để mình lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế, lau đồ ăn, thức uống, nói chung là rất là tiện dụng luôn. Con này thì đa di năng, các bác dùng được rất là nhiều công việc khác nhau nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con giấy cuộn như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cuộn giấy như này thôi. 25.000 cho một cuộn giấy như này thôi nhé. Đấy, lên theo là giấy cuộn giá sẽ là 25k. Các bác có thể dùng để mình lau đồ ăn, thức uống, lau tay, ăn cỗ, ăn cơm, nước mình lau tay, lau mồm, nói chung là đa di năng được hết, nó rất là sạch sẽ và vệ sinh nhá, rất sạch sẽ vệ sinh luôn. Dùng đến đâu thì mình giặt lên đấy, dùng đâu mình giặt lên đấy, rất sạch sẽ vệ sinh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là giấy cuộn nhá. Con này dùng để ăn cỗ thì khá là ok. Đây các bác dùng ăn cỗ các bác cứ xé ra cho mỗi người một tờ như này là ok nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đó, lên cho em là giấy cuộn, giá sẽ là 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình voi nhá, bình voi đây. Đấy, con này thì quay sách quay chiếc đầy đủ luôn, bình voi hàng nội địa của Nhật, dung tích của nó sẽ là 1.200ml qua này. Đây, hàng made in Japan này qua này, made in Japan, hàng của thương hiệu Rorushi nhá, hình con voi như này, made in Japan, giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, dung tích 1.200ml, hàng nội địa Nhật. Đây cái quai này thì các bác chỉ cần lắp ở này cho em là xong. Đó, cái quai này chỉ cần lắp ở này là xong. Đó, lắp xong cái quai nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống là ống hút tự động ở trong này luôn. Đấy, ống hút thì rất đơn giản, các bác chỉ cần lắp kết nối vào cho em là xong đây. Đấy, nó sẽ có cái bộ ống hút như này nhá, bộ ống hút như này. Thì nó sẽ có hai đầu, một đầu cứng và đầu mềm. Thì các bác lắp cái đầu cứng này sẽ là cho lên trên này, cái đầu mềm này cho xuống dưới cho em này. Đấy, nó sẽ có hai cái đầu như này. Cái này là đầu mềm này, cái này đầu cứng này. Cái đầu mềm thì mình cho xuống dưới nhá. Đấy, đầu mềm cho xuống dưới, đầu cứng cho lên trên. Sau đó thì các bác đậy nắp vào bình thường cho em. Đấy, cho vào đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào thì khi mà các bác mở ra nhá, khi các bác mở ra thì cái nắp nó sẽ bật ra luôn. Đây, đấy, cái vòi nó sẽ đẩy lên như này. Còn khi mình đóng vào thì nó sẽ sập xuống. Đóng vào nó sập xuống này. Mở ra nó sẽ đẩy lên là mình hút trực tiếp như này luôn nhá, hút trực tiếp này luôn. Không cần phải dốc ngược nên uống nó mất vệ sinh mà nó khó uống nhá. Đậy nắp lại này. Đấy. Lên cho em là bình voi. Con này thì bên shop đang bán là 180.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 170.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, lên cho em là bình voi. Giá sẽ là 170k. Đó, bình voi này, giá của nó sẽ là 170k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Dung tích 1,2 lít một con bình voi, chất lượng như này. Đấy. Giá này là giá khá là tốt cho bác nhá. Để các bác có thể mua để mình sử dụng nhá. Đó. Lên theo là bình voi, giá sẽ là 170.000. Giá siêu tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Chào các bác nhá, vẫn chương trình quay số trúng thưởng nhá các bác. Cứ bình luận trên video tối đa là 10 lần bình luận và chia sẻ video, đồng nghĩa với việc là các bác dọi kết quả xổ số miền Bắc, cứ trùng số là các bác sẽ có quà nhé. Em lên cho bác cái thắt lưng cá sấu vàng, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Đó. Đấy. Thì nó sẽ là hàng sẽ đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò này các bác nhé. Đấy, cực kỳ xịn sò này các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một con thắt lưng như này, rất là đẹp luôn. Mặt của nó là mặt vàng nhá. Đấy, lô này về thì mặt vàng hết, rất là đẹp luôn các bác này. Mặt vàng rất là đẹp luôn, hình con cá sấu rất là đẹp như này. Đấy, chất liệu da các bác này, chất liệu da của nó khá là đẹp luôn. Đấy, hàng thì trần máy rất là kỹ nhá. Và cái mặt này của nó thì nó sẽ là đúc liền như này nhá. Đấy, cái mặt này của nó đúc liền như này và ốp vào là một con cá sấu vàng rất là đẹp này. Đó. Nói chung là dòng này thì không thể chê vào đâu được các bác, không thể chê vào đâu được. Khá là đẹp luôn các bác nhá, khá là đẹp luôn. Đây các bác này, đó, rất là đẹp và sắc nét. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Các bác lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Giá của nó thì chỉ có 150.000 thôi. Khóa kiếc của nó rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Khóa kiếc của nó rất là ngon luôn các bác này. Đấy.
phá của nó rất là ngon luôn. Đây, theo đây, chất da của nó đẹp tuyệt vời đấy, và khá là ngon luôn các nhá. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Đây các bạn này, đấy, chất da của nó rất là mềm và đẹp luôn. Chất da của nó rất là mềm và đẹp nhá. Lên mã cho em là cá sấu vàng. Con này em đang bán là 150.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 140k thôi nhá. 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đấy, các bác lên cho em là cá sấu vàng, giá sẽ là 140.000. Đó, cá sấu vàng này. Lên cho em là cá sấu vàng nhá. Cá sấu vàng, cá sấu vàng, giá của nó sẽ là 140k nhá. 140k cho con cá sấu vàng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn học chống cận hàng của thương hiệu Asahi nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có 3 màu ánh sáng: trắng, ánh sáng vàng và trung tính này, điều chỉnh sáng tối này. Đấy, rồi chống cận cho bác luôn, có tích hợp cả hộp đựng bút luôn. Đây. Hàng thì của thương hiệu Asahi nhá. Asahi made in Japan con này. Đó, Asahi made in Japan. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hộp đựng bút như này luôn. Các bác đặt vào đây này. Đấy, đặt vào đây để mình đựng bút vào đây này. Đấy. Có tặng kèm các bác một cái dây cáp sạc như này nha. Về các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Hàng của thương hiệu Asahi nhá. Rất là đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì khi các bác dùng thì bật cho em cái công tắc đằng sau này lên này. Đó, và phím của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là phím cảm ứng nhá. Thuộc dạng phím cảm ứng như này, các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ lên này. Đấy, nó sẽ có ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đấy, đèn này thì vừa dùng để học hành này, vừa dùng để ăn cơm ăn nước, nói chung là rất là tiện luôn. Đó, nó có thể gập lên gập xuống như này, gập lên gập xuống như này rất là gọn các bác này. Đấy, và ánh sáng của nó đây, đây, đấy, cái đèn led của nó đây các bác này. Đấy, nó sẽ có sáng vàng, sáng trắng và trung tính nhá, để cho các em học bài rất là ok. Đó, đèn học chống cận luôn nhá. Con này thì chống cận rất là tốt luôn, đặc biệt là những em nào mà đang bị cận rồi thì các bác càng nên mua. Đấy thì đèn học chống cận các bạn. Đó, đây. Đèn học chống cận này các bạn này. Đấy, em nào mà bị cận rồi thì các bác cố gắng mua cho các em nó một chiếc để mình sử dụng các bác nhá. Đấy, đèn học chống cận dùng thì nó rất là tốt, nó khác với những cái đèn học thông thường các bác nhá. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận. Đây, đèn học chống cận. Đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 240.000. Đấy, chống cận 240k. Và bao ship nhá, 240.000 bao ship cho con đèn học chống cận như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn bắt muỗi đen nhá. Qua lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Đấy. Đèn bắt muỗi đen này, đèn bắt muỗi. Đèn bắt muỗi đen nhá. Đó, đèn bắt muỗi màu đen mà, nó màu đen. Giá sẽ là, hôm trước thì hàng về là 100k, đợt này giá về cho bác giá tốt chỉ còn là 75k nhá. 75k cho một con đèn bắt muỗi đen như này. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Đây con này. Đấy. Nó sẽ là một con đèn màu đen như này và cắm điện trực tiếp điện 220V. Đây các bác cắm điện vào cho em nhá. Đó. Cắm điện vào này. Đấy, cắm điện vào thì nó sẽ lên một cái đèn màu hồng như này. Đó, và khi mà con muỗi nó chạm vào các bạn này. Đấy. Muỗi chạm vào nó sẽ chập điện này các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Nó đánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn các bạn thấy không? Đấy, nó đánh điện rất là mạnh luôn. Đấy, thì là khi mà con muỗi nó chạm vào nó sẽ chập này các bạn nhá. Đấy, nó sẽ đánh điện thành tạch như này. Đó. Thì con này thì các bác vừa dùng để làm đèn ngủ này, vừa dùng để làm đèn bắt muỗi luôn. Và có cái con muỗi nó vào thì nó chết, nó sẽ rơi như cái này, các bác đổ đi cho em. Đó, nó sẽ là một cái dạng ánh sáng màu tím như này. Nó thu hút con muỗi rất là tốt nhá. Đấy, thu hút con muỗi rất là tốt luôn. Đó. Và khi con muỗi bay vào thì nó sẽ bị chập điện. Thì con này các bác dùng đa dây năng được luôn. Các bác có thể vừa dùng để làm đèn bắt muỗi, vừa dùng làm đèn ngủ được luôn nhá. Đó. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá thì chỉ có 75.000 cho con đèn này thôi. Các bác cắm điện trực tiếp để cho em ở dưới đầu giường hoặc là để các cái vị trí nào nhiều muỗi nhá. Đấy, chuồng gà, chuồng trâu, chuồng bò đều được hết. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành. Đấy, các bác lên cho em là kéo cắt cành cam nhá. Con này thì các bác sẽ được tặng kèm một cái lò xo nữa này. Đấy, tặng kèm một cái lò xo như này. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Con này thì nó sẽ là một con kéo cắt cành như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là rẻ luôn. Đấy, nó sẽ có cái khóa trực tiếp này luôn. Hàng của Nhật các bác này. Đây, Japan này các bác nhá. Đó. Và con này thì giá của nó sẽ là 75.000 nhá. Lên cho em là kéo cành cam, có tặng kèm các bác một cái lò xo như này luôn để các bác về mình sử dụng, khi cái lò xo cái nó hỏng thì mình có thể hỏng hoặc mất thì mình có thể thay thế nhá. Đấy. Con này thì cắt rất là ngon luôn. Thân của nó thì nó sẽ là bằng thép như này và có bọc cao su nhá, thân bằng thép bọc cao su như này. Rất là tiện dụng luôn. Đó. Con này thì dùng khá là ngon các bạn này, dùng rất là ngon luôn. Đây, các bác dùng để cắt cành, cắt cây đều là ok hết nhá. Giá thì sẽ là 75k.
lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhé, kéo cành cam giá của nó sẽ là 75.000, hàng cực kỳ chất lượng mà giá thì rất là tốt cho bác luôn đó. Các bác lên cho em là kéo cành cam này, kéo cành cam, kéo cành cam, giá của nó sẽ là 75k nhé, 75k cho một con kéo cành cam này, giá siêu tốt cho bác luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp đen nhé, cưa gấp đen thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con cưa gấp đen như này, hàng của Nhật đây, Japan quá này, đấy, made in Japan nhá, đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Để em test cái độ cong của cưa quá này, đấy, các bác thấy không? Một con cưa mà gấp cong như này là các bác yên tâm sử dụng đi nhá, chất thép của nó phải rất là tốt thì nó mới uốn cong được như này không này, đấy. Con này thì gấp gọn rất là ok luôn, gấp gọn rất ok nhá, đấy, gấp gọn rất là ok luôn, đấy, rất là gọn. À, lưỡi thì dài là 30cm nhá, lưỡi dài 30cm. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình sử dụng vào các cái công việc đều ok hết nhá, đó. Để ở đây thì nó sẽ là phần lưỡi mở hình hạt bóng như này. Khi các bác cưa thì nó khá là ok luôn nhá, lưỡi mở hình hạt bóng như này các bác này. Đó, cưa thì khi ví dụ như là cái phần nào mà nhiều mùn cưa hoặc là nhiều nhựa thì nó sẽ đọng vào cái phần lưỡi này để các bác cưa nó rất là tiện dụng luôn. Giá thì nó sẽ là 70k, lên cho em là cưa gấp đen nhá. Cưa gấp đen này. Cưa gấp đen, giá sẽ là 70k. Đó, 70k. Thì nếu mà hôm nay bác nào lấy combo cái này thì bên em sẽ tính cho bác cái giá đó là 135.000 và bao ship nhá. Đấy. À 140k và bao ship. Đấy, 145.000 tính cho bác. Hai món này sẽ là 140.000 và bao ship nhá. 274 bớt cho bác 5.000 và bao ship nếu như bác lấy combo hai món này. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút dung dịch các bác nhá. Qua lên cho em hút dung dịch này. Đấy. Con này thì bên em đang bán là 40.000, thanh lý nốt cho bác với giá là 30.000 cho một cái ống hút như này. Đấy, các bác về các bác hút rượu bia rồi hút các cái chất lỏng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho bác luôn, giá là 30k cho một cái này thôi. Về để mình hút rượu, hút bia hoặc là chất lỏng các thứ rất là ok luôn nhá. Đó, giá thì là 30.000, 30.000 trong cái này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cọ nồi nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng, lô này về hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, chất của nó này, đấy rất là đẹp như này. Về nhà các bác đổ cho em cái nước rửa bát vào đây. Sau đó thì mình đậy cái nắp lại này. Khi nào dùng thì mình nhấn cái nút này là cái nước rửa bát nó sẽ chảy ra đây. Và các bác kỳ cọ rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái cọ nồi như này, giá là 15k nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi này. Cọ nồi, giá của nó sẽ là 15k trên một chiếc như này. Đấy, 15k trên một chiếc như này nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Bác nào lấy lẻ còn lấy từ 3 chiếc trở lên thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 40.000 3 chiếc nhá. 40.000 cho 3 cái cọ nồi như này các bác này. 40.000 3 cái, giá rất là tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về ngập tràn các mã hàng mới, đầy kho luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Vẫn là chương trình quay số trúng thưởng nhé. Các bác cứ bình luận video tối đa là 10 lần. Và các kết quả bình luận trùng với kết quả sổ số miền Bắc là các bác sẽ được nhận thưởng thôi nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhé. Lô này thì bên em về thì nó sẽ có tặng kèm thêm một cái con lấy dấu như này nữa các bác này. Một cái con lấy dấu như này. Đấy, con này thì bên em đang bán lẻ bên ngoài là 40.000. Bác nào muốn mua lẻ bên ngoài anh được mà mua theo cái combo này anh được. Đấy, các bác nhấn này nó sẽ ra dấu này. Đấy, nhấn này nó sẽ có dấu con này. Đấy, để các bác dùng để mình đánh dấu mình khoan nhá. Đấy, đánh dấu mình khoan. Đây, đấy cái dấu của nó đây con này. Đấy. Đây em chỉ cần nhấn này là nó sẽ ra dấu nó con này. Đó, các bác cứ nhấn này là nó ra. Đấy. Lò xo nó ép là nó sẽ ra dấu đây con nhá. Đây, các cái dấu của nó đây này con này. Đó. Thì cái con lấy dấu này bên em đang bán là 40k nhá. Các bác có thể mua lẻ bên ngoài thì giá của nó sẽ là 40.000. Hàng bằng đồng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó. Còn đây là bộ 5 mũi khoan tháp này, hàng của thương hiệu Unica Japan nhá. Đấy. Bộ 5 mũi khoan tháp như này, trước khi khoan thì các bác lấy dấu cho em cho nó nét Sony nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá cũ là 180.000 nhá. Đấy thì hôm nay chương trình tri ân đặc biệt cũng tặng kèm thêm một cây lấy dấu như này và giá cũng chỉ có 180.000 thôi. Tức là giá khá là tốt cho các bác luôn nhá, giá khá là tốt cho các bác luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là 5 mũi. Mũi này thì nó sẽ là mũi khoan thép gió nhá. Đấy, của nó sẽ là thép gió và phủ titan. Thép gió phủ titan cho nên là cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Và khoan thì rất là sắc. Khoan sắt, khoan thép, khoan inox đều ok hết. Và của nó sẽ có cho các bác là 5 mũi. 1, 2, 3, 4, 5.
sẽ có cho các bác là 5 mũi nhá, sẽ có cho các bác là 5 mũi như này, và sẽ có là mũi to nhất là từ 3 đến từ 4 đến 32, còn nhỏ hơn là khoảng là 20, 22 rồi là 25, rồi nói chung là đầy đủ cho bác các kích thước luôn nhá. Đấy rồi 12 nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác. Đấy, đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000đ. Đó. Mua 1 tặng 1 nhá, mua 1 tặng 1, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan quá này, Unica Japan hàng của Nhật. Giá sẽ là 180.000đ nhá, 180.000đ. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Hộp 5 mũi này, đó. Hộp 5 mũi khoan tháp nhá, 5 mũi khoan tháp. Giá rất là tốt cho các bác luôn, chỉ có 180.000đ thôi. Đấy, duy nhất chương trình ngày hôm nay nhá, mua 1 tặng 1, mua một hộp mũi khoan này tặng một cây lấy dấu nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái cà lê bạc nhá. Các bác lên cho em là cà lê bạc này, đấy, nó sẽ là màu bạc như này, rất là đẹp luôn. Chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi. Cầm tranh cả cái cà lê kia ra đây, quay cùng hai cái luôn cho nó khỏi nhầm. Hàng thì hàng sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Hàng màu bạc, nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác lên cho em là cà lê bạc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000đ. Đợt này về, lô này về giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là cà lê bạc, giá của nó sẽ là 130.000đ quá nhá. Đấy, đang bán 180, đợt này về cho bác giá chỉ còn có 130.000đ thôi. Đó, 130.000đ nhá. Lên mã giúp cho em là cà lê bạc này, đó, cà lê bạc. Giá của nó sẽ là 130.000đ. Lên cho em là cà lê bạc nhá, cà lê bạc. Giá sẽ là 130.000đ nhá. 130.000đ cho cái mã cà lê bạc như này. Đấy. Ở đây thì tất cả các cái đầu của nó đều là 8 10 11 13 và bên này nó sẽ là 13 10 12 14 17 19, 12 14 17 19 nhá. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái cà lê đây, thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu nhá. Con này thì sẽ là cà lê 8 đầu, còn con này là cà lê bạc này. Con này là cà lê 8 đầu nhá. Thì con này sẽ là giá sẽ là 100.000đ. Đấy, 100.000đ. Con này nó cũng là hàng nội địa của Nhật nhưng mà nó sẽ rẻ hơn một chút, rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, còn con này thì con cà lê bạc này thì sẽ cao cấp hơn một chút. Còn con này thì các bác lên cho em là cà lê 8 đầu. Đấy, cà lê 8 đầu. Giá của nó sẽ là 100.000đ. Đó, 100.000đ. Thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu nhá, cà lê 8 đầu này. Đấy, còn con này thì lên cho em là cà lê bạc nhá. Hai con thì công năng và mục đích sử dụng đều như nhau, nhưng nó sẽ có hai mẫu như này, một con là cà lê 8 đầu, một con là cà lê bạc này. Đấy, con này thì lên cho em là cà lê bạc, giá sẽ là 130.000đ. Còn con này thì các bác lên cho em là cà lê 8 đầu nhá, cà lê 8 đầu. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000đ cho con cà lê 8 đầu này, còn con cà lê bạc này là 130.000đ. Đấy, thì tùy theo các bác có nhu cầu mục đích sử dụng loại nào thì các bác cứ đọc đúng tên cho em. Nói chung là tiền nào của đấy thôi, tiền nào của đấy thôi, cho nên là khi các bác sử dụng thì các bác cũng lưu ý cho em là nó là như thế nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa đinh nhá, búa đinh. Thì con này nó sẽ là một cái dòng búa to, chiều dài của nó vào khoảng 30 cm. Đấy, hàng của thương hiệu Asaki nhá. Hàng thương hiệu Asaki, nó là dòng búa to. Con này thì vừa đóng và nhổ đinh luôn. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là búa A2, giá của nó sẽ là 135.000. A2 135.000. Cái gì đấy? A2 giá sẽ là 135.000 nhá. Cái này của nó thì cán của nó bằng thép nhá, cán bằng thép và bọc nhựa như này, dùng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá thì sẽ là 135.000. Lên cho em là búa A2 nhá, búa A2 giá sẽ là 135.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về. Đó, cắt được từ ống 42 trở về các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật này, Kabushi này, đấy, chữ Nhật này, Kabushi Japan nhá, chữ khắc chìm này. Đó. Đây, rất chất lượng cho bác luôn. Một cái con kéo cắt ống từ ống 42 trở về, các bác cứ đặt vào đây như này là cắt thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kéo cắt ống 42 như này. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho con kéo cắt ống 42 như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là kéo ống 42 nhá. Đấy, kéo ống 42. Giá của nó sẽ là 110.000. Con này thì các bác chuyên dùng để cắt ống nước là cực kỳ là ok luôn. Đó, cắt ống nước rất là ok luôn nhá. Lên cho em là kéo ống 42, giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Đấy. Kéo ống 42 này, lên cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 giá sẽ là 110.000. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái kẹp mát các bác nhá. Kẹp mát thì qua lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là
dây câu bình nhá. Đấy, dây câu bình. Dây câu bình con này thì giá bên shop đang bán là 250.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 190k nhá. 190k cho một cái dây câu bình như này. Đó. Lên mã cho em là dây câu bình, giá sẽ là 190.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai dây, một dây màu đen và một dây màu đỏ như này. Đấy. Dây của nó thì 100% là bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng này con này. Đấy, dây lõi đồng và các cái phần kết nối này cũng đều bằng đồng hết này. Đây. Dây lõi đồng hết con này. Đấy. Dây lõi đồng rất là đặc luôn và các phần kết nối của nó cũng bằng đồng và rất là đẹp luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Dây dài thì khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, khoảng từ 2 đến 3 mét. Đó. Đây. Công suất của con này thì nó sẽ là 2000A coi nhá. 2000A. Đó. Giang ơi. Ngồi chờ tí. Công suất của nó sẽ là 2000A có nhá. Con này của nó thì sẽ là 2000mAh này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một cái dây câu bình như này. Lên mã theo là dây câu bình, giá sẽ là 190k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai sơn xịt inox các nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để xịt inox nhá. Đấy, xịt inox là rất là ok luôn. Đây em sẽ xịt thử cho bác xem này. Khi trước khi xịt thì các bác lóc đều lên cho em. Đó, đây các bác này, khi xịt ra nó sẽ như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là một cái lớp sơn inox như này. Đấy, các bác này. Đó, đây. Dòng này thì nó sẽ là khô siêu nhanh luôn. Và nó sẽ là một cái bề mặt inox nó sẽ bám đều trên cái sản phẩm như này. Nó sẽ giúp cho các bác là khi mà mình dùng ấy thì nó sẽ chống rỉ cực kỳ là tốt luôn, chống rỉ, chống ăn mòn, đặc biệt là các bác ở bờ biển các thứ dùng rất là ok. Hàng thì của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml nhá. Đó. Giá thì sẽ là 80k. Qua lên cho em là xịt inox nhá. Đó, xịt inox. Xịt inox giá của nó sẽ là 80k cho một chai xịt inox như này nhá. 80.000 cho một chai xịt inox như này. Lên cho em là xịt inox, giá sẽ là 80k nhá. Đây. Đấy, khi xịt đi thì nó sẽ khô đi, nó sẽ như này con này. Đấy, nó sẽ khô đi, nó sẽ bóng như này. Nó sẽ phủ lên các cái bề mặt mà sắt thép hoặc là đồ bị rỉ sét. Các bác phun phủ bóng lên khá là tốt luôn nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chai. Các bác lên mã giúp cho em là xịt RP7 nhá. Xịt RP7 giá của nó sẽ là 35.000 cho một chai như này. Đấy. 35k cho một chai xịt RP7 như này nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Nó có kèm thêm một cái vòi như này các bạn, kèm theo một cái vòi như này. Đấy, về nhà các bác lắp cái vòi này vào, sau đó thì các bác xịt này. Đấy, cái này thì các bác xịt vào các cái phần mà nó bị nó bị dạng như là bị rỉ sét này hoặc là bị đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Australia nhá, hàng của Australia con này. Đấy, hàng Australia này. Đây. Australia đây con này. Đó. Và con này thì công dụng của nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, làm ngưng các tiếng kêu do rỉ sét này, bôi trơn động cơ này, rồi nói chung là chống ăn mòn các thứ này, thiết bị bị ăn mòn này, dụng cụ đồ nghề này, sửa xe máy xe đạp này, dây dẫn lõi này, vật liệu kim loại và dụng cụ, nói chung là rất nhiều các cái chi tiết ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em là các bác lên mã giúp cho em là xịt RP7 nhá, giá của nó sẽ là 35k. 35k cho một chai xịt RP7 như này, giá khá là tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 35.000 thôi nhá. 35.000 cho một chai xịt RP7 như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Có lên cho em là vòi cam xanh. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Một con vòi như này, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh và nó chia ra làm hai đường nước nhá. Các bác dùng rất là tiện luôn. Đây gen xoáy của nó này. Các bác có thể xoáy cái này ra này. Đấy, xoáy cái này ra để mình lắp vào các bác này. Đấy. Rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, các bác có thể kết nối vào cái này. Đấy, kết nối vào hai cái nguồn nước này cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Con này thì giá đang bán cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là vòi cam xanh, giá sẽ là 60k. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào nguồn nước nhà mình là xong. Đó, sau đó mình sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Đấy, xả nước này. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 60.000 cho một con vòi cam xanh như này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Vòi cam xanh nhá, giá của nó sẽ là 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chảo gang nhá. Đường kính của nó là 13 cm. Hàng này khá là nặng luôn các bạn, khá là nặng luôn. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cho em cái đầu này vào đây là xong. Đấy, xoáy cái đầu này. Cán của nó sẽ là dạng cán bằng
cán bằng gỗ như này để chống rỉ các nhá, chống rỉ sét khá là tốt luôn. Các bác đậy cái đầu này vào này, sau đó thì mình xoáy cái quai này vào cho em. Cái quai này thì nó sẽ là vừa làm quai đeo luôn. Đấy, vừa làm quai đeo luôn, xoáy vào đây cho em nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chảo gang như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, giá chỉ có 90.000 cho một cái chảo gang như này thôi. Đấy các bác xoáy vào đây cho em như này là xong này. Đấy, xoáy chặt vào đây nhá. Xoáy chặt hết vào đây. Cái này thì các bác đeo được luôn các bác nhá, và rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là chảo gang nhá. Chảo gang giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con chảo gang như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn, rất là dày quá nhá. Đây. Dày lắm các bác, dày lắm, gõ không ra tiếng kêu luôn. Gõ không ra tiếng kêu luôn các nhá. Rất dày các bác. Đấy, rất là dày. Đường kính của nó thì 13 cm. Hàng thì siêu dày luôn các bác nhá. Lên cho em là chảo gang nhá, chảo gang. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con chảo gang như này. Rồi, ok.